Chơi gì kỳ vậy? Tắt tivi của em. Ai biểu em phá lạc phá sớm, ồn ào quá ai mà chịu nổi. Trời ơi, sắp Tết rồi, phải cho em tập múa lân để Tết này chỗ tài chứ. Ai mà không cho em tập đâu. Tập thì tập, múa thì múa, nhưng mà cũng phải mở âm thanh vừa đủ nghe thôi chứ. Trời ơi, múa lân phải có tùng tùng sàng sàng, ầm ầm như vậy á, nghe mới phê, mới có hứng để nhảy chứ. Phê cái đầu em á. Bật tivi phá lạc phá sớm như vậy hả? Hàng xóm mà qua mắng vốn á, em ăn cay phê luôn á. Chị không dữ quá à. Y chang gì Hạ luôn. Cỡ nào cũng đau. Cỡ cái gì, cỡ cái gì, cỡ cái gì hả? Ý nói là chị cũng xinh đẹp giống như dì Hạ đúng không? Nhưng mà chị mới có 18 tuổi hả? Ý em nói là chị sẽ ấy chọc giống dì Hạ hả? Cái này em không có nói nha. Cái này chị nói dì Hạ ấy á. Mà em nhớ nha, dì Hạ ghét mấy ai nói dì Hạ ấy lắm á. Em mét dì Hạ nha. Tung 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 tung. Ủa, nhưng mà mình có nói sai đâu. Dì Hạ bị ế thiệt mà. Con những mối tình, con những mối tình, con những mối tình. Có tình nhắn. Honey nhắn, em đang làm gì vậy Honey? Trời ơi, ngọt như mít lười vậy đó. Phải trả lời liền. Em đang làm đẹp nè Honey. Đừng sợ rơi chó cắn giờ, tôi ra liền. Bác Hai ơi, con qua thăm bác nè. Ủa, chào cậu. Chị qua kiếm cha tôi phải không? Cha tôi đi chợ rồi. Cười gì? Bộ vui lắm sao cười? Dạ không có gì. Bác Hai đâu vậy chị? Đi từ nãy giờ rồi, đi chợ mua đồ về cúng ông táo. Câu này làm gì bên đây, bị gì mà nhìn tôi dữ vậy? À hiểu rồi, ý nói tôi xong gái nứa trong nhà để cho ông già đi chợ đúng không? Trời đất ơi, tôi đâu có rảnh đâu cậu, bận dữ lắm, bận dễ sao bận luôn á. Đó, hồi sáng giờ trang điểm chưa xong nữa đó. Mà dạo này ai khiến tôi đó nghe, tôi thích làm đẹp hoài à. Dạ em đâu nói gì đâu. Không nói sao cái cười hoài vậy? Dạ. Bỏ mắt bố sao cười hoài? Dạ. Chắc là ai khiến em á. Em đâu có nói gì đâu. Cậu không nói nhưng trong lòng cậu nghĩ đúng không? Cậu nghĩ tôi là gái hư đúng không? Nhìn ánh mắt cậu là tôi biết rồi. Em không có ý đó. Chị Hạ đừng hiểu lầm ý em. Dạ. Hôm nay qua đây đem cái chậu bonsai này để biết bắt hai chân Tết. Dạ chị Hạ nhận giùm em. Đây đưa tôi. Trời ơi, đỡ, nặng quá. Trời ơi, nặng. Em quên nói với chị là nó nặng trời lắm. Trời đất ơi, nặng quá mà đưa cho tôi đàn bạn gái chân yếu tay mềm mà thiệt luôn. Em đứng nãy giờ cũng chịu đựng lắm, nặng lắm. Nặng cũng phải chịu đựng chứ, đúng không? Dạ. Nè, hỏi thiệt nha. Cái này hỏi thiệt luôn á. Sao chồng để nhà bán đi, cái đem qua đây tặng biếu hoài vậy? Đó, còn nhìn coi, nhà tôi bây giờ cây cảnh nhiều hơn người nữa đó. À, biết rồi. Chắc là trông đẹp quá rồi bán không ai mua. Để nhà trật trội rồi đem qua đây biếu cho chống nhà chống cửa đúng không? Chị Hạ vừa tính quá. Dạ, thôi xin phép chị em về. Khoan, đã hỏi thiệt ấy. Biết sao không? Hỏi thiệt nha. Tôi nói thiệt tôi không hiểu nổi đàn ông luôn á. Nè, mấy cây này còn nhìn coi. Bông thì không có, kẽm thì quấn tùm lum. Mà sao không hiểu cậu với ba tôi thích ghê vậy đó. Đàn ông thiệt là khó hiểu á. Em cũng không hiểu em luôn. Dạ. Vậy thôi em về. Ừ về đi. Dạ. Gì nữa? Chị vô trang điểm tiếp đi. Ủa cái gì mà trang điểm tiếp? Ê chết. Trời đất ơi. Trời đất ơi, hèn gì nãy giờ nó nhìn mình nó cười. Trời chết, trời ơi, vô trang điểm tiếp. Dạ. Mày để tao đồ hẻm được rồi nghe. Thôi đồ nhiều để con chở cho hai vô nhà luôn. Thôi khỏi, gần mà. Với lại tao đi bộ coi như để tập thể dục. Để con chở chú hai vô luôn nha. Thôi được rồi. Ủa chú hai,
Chú Hai mua cái gì mà lũ khổ vậy chú Hai? Ủa? Hôm nay chú Hai mua cá chép về nấu riêu ăn hả? Ừ, bậy. Cứ rỡn. Mua cá chép về cũng đưa ông Táo về trời. Hôm nay ngày 23 tháng chạp bay quên rồi à? Ủa, hôm nay là ngày đưa ông Táo về trời rồi hả? Ừ. Thằng lo cài bừa riết quên hết ngày tháng à. Ủa, đưa ông Táo mà sao chú Hai mua bông cúc với bông lan không vậy? Ờ, cũng bông táo thì bông nào cũng được. Ờ, riêng bông lan thì thím của bay lúc còn sống thích bông lan, mua về cúng. Ờ, nhớ là thím Hai mất cũng lâu rồi. Sao chú Hai không bước đi bước nữa đi, cho nó vui. Dạ rồi, bước xuống hố chứ bước đi đâu nữa. Ờ, ở đây có hố nào không ta? Dạ, thưa mẹ, con mới về. Con đi rửa mặt rồi vô ăn cơm luôn nha con. Ủa, Mạng lên đâu không phụ mẹ dọn cơm? Chắc là nó đang ở trên lầu học bài á. Rồi, chắc là nó chơi Facebook rồi chứ gì. Sắp Tết rồi học hành gì nữa mẹ. Ôi, con ơi, nó còn nhỏ, nó ham chơi á mà. Ủa, anh Hai mới về, có cơm luôn rồi nè. Ờ, con Linh đâu? Chị Linh đó hả? Đang chơi Facebook trên phòng á, thấy cười hỉ ha, hỉ hưởng lên chỏn luôn á. Cái con này, lớn già đầu, mà không phụ mẹ dọn cơm gì hết. Suốt ngày ăn cơm rồi chơi. Mẹ, hồi nãy con có lặt ra phụ mẹ đúng không mẹ? Ừ. Sao em không dọn cơm phụ mẹ đi? Ừ, có thằng Lân rồi, phải cho nó làm việc nhà chút xíu chứ. Chứ nó lớn rồi, làm biến nhớt thầy luôn. Thôi. Nè con, vô rửa tay rồi chờ cha về ăn cơm luôn ha. Dạ. Dạ. Lâm, con mệt lắm phải không? Nè, pha cho anh hai ly nước chanh, nhanh. Thôi mẹ, anh Hai có đi học thôi, có gì đâu mà mệt. Mẹ, anh Hai chắc chắn là đang nhõng nhẽo với mẹ luôn á. Không phải mệt con đâu nhỏ này. Sao mày biết tao đi học thôi? Chứ ngoài đi học, anh Hai còn làm gì nữa? Ờ thì cho vừa. Nhiều chuyện quá, đi pha cho anh Hai ly nước chanh, nhanh. Dạ thôi, khỏi đi mẹ. Con đi tắm cái, rồi con thay đồ con ra ngoài luôn. Sao vậy, không ăn cơm à? Dạ, con ăn rồi. Ăn cơm đi, coi mẹ nấu ngon lắm nè. Đúng rồi, có mực nữa nè. Thôi, mẹ với mẹ ăn đi, con đi tắm cái. Sao kỳ vậy? Tội quá, tội. Nhiều khi thấy tội nghiệp chú Hai quá. Có tới 4 đứa con gái mà mỗi sáng đi chợ phải xách giỏ đi mình à. Người ta nói càng lớn tuổi càng phải đi hoạt động, đi nhiều cho nó khỏe. Ơi, bay có cúng đưa ông Táo chưa? Năm ngoái lu bu quá, tối ngày con lo đi khách không à. Rồi con đâu có cúng ổng. Mà con nghĩ thà ổng tự đi, ổng phải tự về. Ừ, nó ngang gì đâu có được. Tục lệ ông bà mình xưa giờ phải giữ gìn, sau này còn dạy con dạy cháu nữa. Nè, đem về cúng đưa ông Táo đi. Chú Hai đưa con là chú Hai lấy gì cúng? Thì đây còn hai con nè. Để lỡ xảy con này còn con kia khỏi mất công đi ra chợ mua. Đem về cúng kiến đàng hoàng nghe. Dạ. À quên, trả tiền xe ôm nè. Dạ khỏi, hồi nãy con sẵn tiền đi chợ rồi, con chở chú Hai về luôn, không lấy tiền đâu. Thằng vô duyên, làm nghề chạy xe ôm mà không lấy tiền lấy gì nuôi vợ nuôi con. Chú Hai cho con chép rồi. Thôi, cầm đi, khiến chọc chửi à. Chuyện nào ra chuyện đó, lấy đi. Để con lấy tiền thôi. Khỏi, coi như cho mấy đứa nhỏ ăn bánh. Cảm ơn chú Hai nhiều. Bởi vậy sớm ai cũng nói chú Hai giàu hết trơn. Giàu có gì. Giàu tình giàu nghĩa mới ham. Tiền bạc vật chất là vật ngoài thân. Nhiều tiền rồi chất có đem theo được không? Thôi nói chuyện bên ngoài, để đi về. Chạy xe đi. À quên, chút chiều có rảnh giờ nào chạy qua chở tao đi ra sông thả cá chép nghe. Dạ. Lối chạy xe đi. Dạ. Bữa sau con cá mình bự hơn cá ổng ta. Chú Hai ổng dễ thương thiệt. Ủa, Rượng Linh mới đây đâu rồi? Dạ, đi lên lầu rồi mẹ. Trời ơi, cái con này. Ủa, ba về rồi nè. Ba về, ba. Trời, mệt lắm đúng không? Rồi, nghỉ ngơi chút xíu đi rồi mình ăn cơm. Con, lấy cho ba ly nước cam. Dạ. Ơi.
Dạng gần dạng cốt nước thoải mái quá. Cảm ơn con. Dạ. Trời, ba đấm bóp mà làm như uống nước ngọt vậy ha. Nè, mấy mẹ con cơm nước xong rồi sao không ăn đi? Rồi thì cơm nước xong hết trơn rồi, thì chờ ba mình về ăn cơm chung cho vui, đúng không con? Dạ. Bữa nay á, ba có chuyện đột xuất nên về hơi trễ. Mấy mẹ con á, cứ ăn trước đi, chờ ba làm gì? Không có anh thì làm sao mấy mẹ con em ăn cơm vui được, đúng không con? Dạ, ba là số 1 luôn. Ta da. Ngày xưa ba là số 1, nhưng mà từ khi sang tay mẹ con chăm sóc tới nay ba thành số 0. Ăn đi con. Dạ cảm ơn mẹ, cảm ơn chú Hùng. Ủa, sao mẹ gấp cho con mà lại cảm ơn chú Hùng? Tại chú Hùng nấu. Hoàng, mẹ Tâm giỏi lắm. Con trai của mẹ biết nịnh chú Hùng quá ha. Chú Hùng mới mua đồ Tết cho con đó mẹ. À, thì ra bé Tâm của mẹ thích mua đồ Tết. Không phải đâu. Sao vậy? Con nó không phải là không phải mà. Bé Tâm và chú Hùng giống nhau thì chỉ có một nguyên nhân thôi, vì bé Tâm và chú Hùng đều yêu thương mẹ Thu hết, có đúng không? Chú Hùng nói hay quá à. Nè bé Tâm. Dạ. Vậy bé Tâm có muốn chú Hùng là ba của bé Tâm không? Ủa, chú Hùng là ba con mà, mấy đứa bạn con đều nói gì hết trơn á. Ủa vậy hả? Vậy mấy bạn của bé Tâm rất là thông minh đó nghe. Nhưng mà quan trọng là mẹ con nói kìa. Thôi anh ăn cơm đi, cơm canh nguội hết trơn rồi kìa. Được rồi, em ăn đi. Nước mía của anh chị đây. Cảm ơn cô. Út, đi với Út kiểu này chắc mốt con ế quá. Đi tới đâu người ta tưởng Út là bạn gái của con không à. Tại ai biểu mà già quá chi. Đẹp trai vậy mà già. Già đâu mà già. Vậy tại Út trẻ đẹp quá phải không con? Con phải lấy đó làm hãnh diện đi. Đừng ha. Đừng cười, Út bắt đầu giống dì Hà rồi đó nha. Dì Hà mày khác, Út khác nha. Út phải trẻ đẹp hơn chứ. Trẻ thì có trẻ, nhưng mà đẹp thì chưa chắc nha. Con thấy dì Hà cũng đẹp lắm đó. Lâu á, khách. Bạn con. Bạn gái hả? Đâu phải, đây là dạ, em gái. Chà, có em gái đẹp vô kỹ dữ ta. Bây giờ mới biết nghe. Anh hai, anh này là bạn học của anh hai hả? Không không, anh với nó anh em chưa quen biết thôi. Dạ. Em tên gì vậy? Dạ em tên Long. Đông. Long. Long Đông. Anh em tên ngộ quá ta. Ngộ thiệt. Ngộ ha. Nè, làm bài cho tao được không? Hên xui, hên xui. Hên xui em gái ha. Bác hai, bác hai. Dạ có nhà không bác hai ơi? Bác hai có nhà không? Bác hai ơi. Có nhà không bác hai? Ủa tôi cả con. Dạ bác hai khỏe bác hai. À khỏe. Ủa bác hai đang làm gì sau hè hả? À, bác đang cúng ông táo gì trời. Dạ. Ê võ lan đẹp bay. Đẹp không bác hai? Con mới đi ra vườn cái con thấy võ lan này bông nó nở đẹp quá. Con để dành lại đem qua đây tặng bác hai chân Tết. Đàn tối ngày hết cho này cái chỗ kia. Cảm ơn nghe. Dạ. Chứ để bên vườn á bác hai, nó nở đẹp quá bông rực rỡ vậy đó. Mà có một mình con thưởng thức hả? Con đem qua đây mọi người chia sẻ thưởng thức chút xíu.
Trời ơi, đây của mình bác hai chứ có ai đâu. Bông qua vườn bán hết chưa con? Dạ, mấy bữa nay moi lá trên Sài Gòn á, xuống mua gần hết rồi bác hai. Chỉ còn lại mấy chậu đẹp con chừa lại. Rồi, vậy bác mừng. Trời ơi, thanh niên vậy mà biết chịu khó làm ăn vậy là bác thích lắm mà. Dạ. Ủa, chị Hạ có nhà không bác hai? Nó đi mua son phấn gì rồi. Dạ. Quên, vô nhà pha trà uống chứ. Dạ. Hôm nay Út vui không? Ê. Dạ. Cái ông bạn mày tếu quá hả? Út nói Út là em gái mà ông cũng tin nữa. Út cười hoài á, thế nào ông Khánh ông cũng nghi cho mà coi. Út mày nổi tiếng là người đào hoa mà, đi đâu cũng được người để ý, thương thầm nhớ trộm. Mà con nghe nói con gái mà được nhiều người thương á thì thường khổ lắm á nha. Con gái mà được nhiều người thương á thì sướng chứ khổ cái nỗi gì? Ai nói vậy bà vậy? Thì ông ngoại nói với ai? Mày dám gạt Út hả? Uống miếng nước đi con. Dạ. Bác hai uống trước đi, con làm cũng gần xong rồi. Nghe xuân sang thấy trong lòng ta xốn xang, tiếng pháo vui và nó đầy rộn ràng. Chà. Thôi. Dạ. Con gái con đứa gì mà vừa đi vừa hát rồi vừa ca rồi không giống ai hết trơn rồi. Cha này thì bây giờ sắp Tết rồi mà, mình phải ca phải hát nhạc xuân cho có không khí Tết. Con biết nay con bao nhiêu tuổi rồi không? Cha này, tự nhiên đang vui cái nhắc vấn đề tuổi tác ở đây à? Con còn trẻ măng à cha? Như 20 năm trước con mới có 20 tuổi thôi đó. Ủa, mày nói vậy là sao? Mày nói vậy tao không hiểu gì trơn rồi. Thì giờ là 40 rồi đó, 20 năm sau rồi. Hà, 40 nó 40 rồi, 20 năm trước mới 20. Nhưng mà còn trẻ mà cha. Chả biết không, tại trong gia đình mình mới biết tuổi thật của con thôi. Mấy bà ngồi đầu ngõ nè, với mấy anh trên sân trên nè, người ta tưởng con mới 17 tuổi rưỡi thôi. Tưởng Tết này con mới tròn 18 nè. Trời ơi, 40 á, là cái già rồi đó, hiểu không? Cha này, con dị ứng cái từ này lắm nha. Gái già với gái ế là con ghét lắm luôn á. Không được nói trước mặt con á. Mà người ta nói mình già mình ế thì mình mau kiếm chồng đi. Anh Xuân, chị Bay lớn hơn Bay có 2 tuổi à, mà ba đứa con rồi. Thôi đi cha ơi, thời buổi giờ chồng con sớm chi cho nó mệt. Đó, cha thấy bà Xuân không? Bây giờ đùm đùm đề đề, con ở không vậy phải rè. Với lại á, cha biết sao không? Con lấy chồng á, rồi ai ở với cha? Sợ con không? Con thương cha chứ bộ. Người ta nói có con gái trong nhà giống như là hũ mắm treo đầu giường kìa. Trời ơi, cha không biết á, mắm lúc này có giá lắm á cha. Cha đừng có tưởng bở nha. Nói cái gì cũng cãi được hết trơn hết rồi. Bởi vì không ai tìm trước mày. Cha, cha này kỳ quá. Cứ nhắc tới nỗi đau người ta không à. Làm như người ta muốn á. Nhìn gì? Ủa mà cậu đừng ngộ ghê ha. Sao công việc ở nhà không làm, cái ban của nhà tôi làm việc nhà hoài vậy? Dạ. Nè, bộ tính làm ô xin tổng hợp của gia đình tôi hả? Đừng có nói là để ý tôi nha. Xong rồi qua đây để lấy lòng cha vợ phải không? Cậu đó nha, nhỏ tôi mười mấy tuổi lận đó. Bộ tính làm phi công trẻ lái máy bay bà già hả? Không có cửa đâu cưng. Tích cửa đi cưng. Cái này hơi quá. Ta đang làm nấm bóp tự nhiên đưa cái mặt ra. Không lẽ cái mặt mà nằm xuống ngay. Không lẽ cái mặt cứ mà đó, đúng không? Mát xa đầu cũng được nữa. Hay không? Hay. Đẹp. Dễ chịu không? Quá dễ chịu quá trời. Bà xã anh á, xưng có nhiều tài quá xưng ơi. Chiều này em mới học của bà bạn á. Ngồi yên. Trời trời, em chút có điện thoại. Trời ơi, vợ chồng ta đang hạnh phúc mà gọi gì không biết nữa. Mệt ghê vậy à. Alo. Cái gì? Nói lớn anh không có nghe. Cha này con. Ủa, nghe chưa? Cha. Dạ, vợ chồng con cái con khỏe không?
Dạ, con khỏe. Nhưng mà chồng con công việc nhiều lắm cha ơi, cho nên mệt dữ lắm. Con đang ngồi đóng bó cho chồng con đó cha. Cha khỏe không cha? Cha già rồi, khỏe ngày nào mừng ngày đó con à. Nè, Tết này vợ chồng con cái tụi con á tụ họp về đây, ba sẽ cho các con báo vật gia truyền. Cha nói gì? Báo vật gia truyền? Báo vật gia truyền. Dạ. Báo vật gia truyền. Thu ạ. Dạ, con nghe cha. Tết năm nay ba sẽ chia cho các con báo vật gia truyền. Báo vật gia truyền. Tâm cho ngoại ba đâu con? Dạ, bé Tâm này cha. Dạ. Con nói chuyện với ông ngoại đi con. Dạ, ông cho ông ngoại. Ông ngoại chào con. Chừng nào con mới được nghỉ Tết? Dạ, cô giáo nói 26 Tết con mới được nghỉ. Con nhớ ông ngoại quá chừng luôn á. Nếu nhớ ông ngoại thì nghỉ Tết cho nói mẹ dẫn về chơi với ông ngoại nghe. Dạ, ông cho ông ngoại. Chào con. Báo vật. Ông ngoại nói gì vậy con? Ông ngoại nói á là chừng nào con nghỉ Tết á mẹ phải chở con về thăm ông ngoại á. Chắc chắn rồi. Ủa nhưng mà nãy con nghe mẹ với ông ngoại nói về chuyện báo vật gì vậy mà? Ông ngoại nói á là Tết nay ông ngoại sẽ cho mẹ với con báo vật. Ủa nhưng mà báo vật gì vậy mà? Vậy sao nãy không hỏi ông ngoại luôn đi? Dạ con không dám hỏi. Hai mẹ con đang nói chuyện gì đó? Dạ con đang nói chuyện về báo vật có chú Hùng. Báo vật gì? Dạ báo vật con ngoại. Ủa chú Hai, mỗi lần đưa ông Táo về trời mình phải thả cá chép hả chú Hai? Truyền thuyết ngày xưa của cha ông để lại, cá chép là cá tháng chạp. Cá có thể vượt vũ môn quá rồng mà đưa ba ông Táo về trời. Hai ông một bà. Ngộ ha, cá mà cũng biến thành rồng nữa. Ủa mà con với chú Hai thả có hai con cá chép à? Là có một ông một bà đi à? Còn một ông nữa đi bằng cái gì? Xe ôm. Vậy là chú Hai thả con xuống sông luôn nữa hả? Nhiều chuyện à. Hình thức thôi, nhiều quá. Lo thả cá đi về rồi còn đi làm chuyện khác. Dạ. Thả với sình hả? Sình không nước chưa lên. Thôi mày chịu khó chống xuồng ra giữa dòng á. Thả cá đi cho nó mạnh rồi đưa ông Táo về trời xuống. Con có bằng lái xe mà. Đi con. Chú Hai. Chuyện gì? Còn một chuyện này con muốn hỏi chú. Chuyện gì? Chuyện Táo nữa à? Dạ không, chuyện chú Hai. Con thấy Tết năm nào chú Hai cũng lủi thủi có một mình à. Thấy hiu quạnh quá à. Thì có một mình phải vậy thôi. Con thấy chú Hai tướng tá còn ngon, còn mạnh khỏe. Cỡ tuổi chú Hai trong làng mình ai cũng có vợ hết trơn à. Có duyên có nợ mới thành vợ thành chồng, chứ đâu phải muốn là được bay. Bởi vậy đừng vì cô đơn mà yêu sai một người. Đừng vì yêu sai một người mà cô đơn cả đời. Trời ơi, lấy chữ chữ dữ rồi trời. Hay, hay quá. Con cũng thấy hay nữa. Mà con không có hiểu mà nó nói gì vậy chú Hai? Trời đất ơi, thôi mày, sao xào quá, quýnh chết bây giờ. Thôi đi vô, để còn làm công chuyện khác nữa. Con thấy chú Hai có con cháu thì nhiều thì đông. Mà không có Tết năm nào về với chú Hai hết. Con thấy tội chú Hai quá. Có gì đâu, năm nay cháu nó khác rồi á. Chắc giờ này không chừng tụi nó về thăm tao ở trển. Đi, về đi. Dạ, dạ. Em nghĩ kỳ này chắc cha em lập chi chúc để chia đất cho mấy chị em của em. Chia đất thì nói là chia đất, sao gọi là báo vật được? Sao
đất, tất vàng. Gọi báo vật là đúng rồi. Anh nghe đồn là ông nội em, ông cố em, ông sơ em mấy trăm năm trước nhà sưu tầm đồ cổ. Chẳng lẽ cái báo vật mà ba nói là món đồ cổ vô cùng quý giá? Ơi, em ở nhà bao nhiêu năm em có thấy món đồ cổ nào đâu. Em nghĩ sao vậy? Đồ cổ là đồ quý, đồ hiếm, người ta phải đào, người ta giấu, người ta che đậy, người ta để chỗ kín đáo. Chẳng lẽ chân với bà con cháu nói là ê, đồ cổ nè, cho nó chơi mình sao? Nhưng mà em thấy đồ cổ làm sao mà có giá trị bằng đất đai? Bậy! Đúng là đàn bà con gái. Đồ cổ bây giờ rất là có giá trị. Nhiều khi cái đồ nhỏ xíu gì nè mà đúng đồ cổ thiệt á hả, giá trị nó bao la, tiền nhiều nó biết không? Đồ cổ? Sao giống chuyện thần thoại quá vậy ta? Quá, dễ thương quá, cưng quá, có phải bốc liền mới được. Chị Linh ơi, chị Linh. Ơi. Chị đang làm gì ở trong vậy? Đang chụp hình tự sướng. Trời ơi, có tin này hấp dẫn lắm nè, ra đây. Không có gì hấp dẫn hết trơn á, chụp hình tự sướng mới hấp dẫn. Chuyện này hấp dẫn hơn gì up Facebook nhiều luôn á, không nghe hỏi hơn cả đời luôn đó nha. Cửa không có khóa, vô đi. Báo vật? Ồ, đúng rồi. Em có nghe nhầm không vợ? Em nghe mẹ nói chuyện điện thoại với ông ngoại á. Chị nghi ngờ cái khả năng rình rập nghe lén của em. Trời ơi, em nói thiệt mà. Không tin, chị hỏi mẹ đi. Ba mẹ đang toàn tán soi nổi vụ này ở dưới á. Báo vật hả? Ông ngoại thì có thể có báo vật gì ta? Một món đồ cổ quý lắm á, em nghe nói vậy á, hình như là mấy ngàn năm luôn rồi đó. Mấy ngàn năm luôn? Ồ. Vậy không biết nó vào thời kỳ đồ đá hay đồ đồng ta? Con. Dạ. Sao con không ăn đi, suy nghĩ gì vậy? Con đang suy nghĩ về báo vật con ngoại mà. Sao mẹ thấy con có vẻ thắc mắc về báo vật đó quá vậy hả? Chứ mẹ không muốn biết hả? Không. Đối với mẹ đó là báo vật vô giá là con trai của mẹ đây nè. Báo vật của mẹ đang ngồi ở đây nè. Giỏi. Nếu mà con còn thắc mắc thì mai chú sẽ chở con về nhà ngoại chơi nghe. Khoan hô chú Hùng. Lâu lắm rồi con chưa được về nhà của ông ngoại chơi chú Hùng. Vậy thì phải ăn giỏi đi rồi chú Hùng. Dạ. Chở nha. Giỏi. Nè, ngoan mẹ thương. Ăn giỏi đi con. Báo vật. Báo vật. Báo vật gia truyền. Bao nhiêu năm nay có nghe nhắc tới báo vật đâu. Cha mình cũng ghê thiệt. Giấu kỹ dữ ha. Quan trọng cái báo vật nó ở đâu. Mà báo vật nó là nó. Dạ con chào dì Hạ. Dì Hạ. Làm gì mà đứng lẩm bẩm một mình vậy chị? Thì đang suy nghĩ, rảnh, không có gì làm, suy nghĩ chơi vậy thôi, được không? Bình thường không thấy đâu, vừa nghe báo vật cái giác cái mặt về. Ủa, mà báo vật gì vậy dì Hạ? Thì là báo. Ủa là gì? Là gì gì? Là vật báo. Vật báo quan trọng vô giá của gia đình này. Vật báo vô giá? Wow. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng là vật báo vô giá. Với ai không? Gì? Là chị mày đây nè. Chị đúng là một vật báo của trời đất sinh ra. Là một vật báo của vũ trụ sinh. Ý không phải của ba má sinh ra, chứ không phải của trời đất sinh ra. Không biết là báo vật hay là hàng tồn kho. Nè. Cái gì? Tụi coi gì hả? Tụi nó nhỏ dốt là gì không nghe hả? Dạ nào mà ồn ào với mấy đứa. Dạ ngoại. Tụi nó ăn hiếp con hả cha? Con gái xinh xắn của cha về đây. Con nữa, cháu ngoại đinh tôn của ngoại về rồi nè. Ủa sao về không vô nhà đứng ngoài ồn ào vậy? Dạ đang nói chuyện báo vật.
phải rồi. Hai đứa bay á, một đứa là con gái út, một đứa là cháu Đức Tôn. Toàn là hàng quý hiếm không à. Còn tôi là cái gì? Chị, hàng tồn kho đó, chị. Mình nói hàng tồn kho. Nó nói hàng tồn kho kìa. Con hàng tồn kho hồi nào? Mày cười hả mày? Cười cái gì? Cười cái gì hả? Út Đông nói chứ còn có nói đâu. Thì đúng là Út Đông nói. Nhưng mà tụi bay là đồng bọn. Đau quá hả? Cha. Thôi, cũng đau quá. Cha này, cha còn bên tụi nó nữa hả? Nó nói con là tù kho kìa. Tù hồi nào đâu mà tù. Hai vợ chồng rồi đi chợ. Anh mua gì? Anh hãy nói em. Em sẽ mua cho anh mấy hổng rài ngoài chợ rất đông. Anh muốn mua quà Tết cho cha. Mua quà Tết em với con Linh mua được rồi. Anh hãy ở nhà và nghỉ ngơi. Bậy. Em là phụ nữ, sao hiểu rõ được sở thích của đàn ông? Ê, cha là cha của em mà. Ê, đừng có nói là anh quen cha trước rồi sau đó mới quen em nha. Hiểu rồi ha. Mấy năm qua vợ chồng mình lu bu lo làm việc không à, không có về thăm cha. Anh nghĩ lại, anh thấy mình, vợ chồng mình có lỗi vô cùng. Em cũng vậy. Em là con gái lớn trong nhà mà cũng chưa lo lắng được nhiều cho cha. Tội nghiệp cha, không có con trai. Cũng may con Hạ nó ế chồng, coi như nó là con trai đi, cho nên nó ở nhà, nó chăm sóc cho cha. Cha lớn tuổi rồi, vợ chồng mình á phải thường xuyên về nhà chăm sóc, lo lắng, mà phải dỗ dành từng giấc ngủ miếng ăn cho cha. Ê, lớn. Cái gì vậy? Em biết tin gì chưa? Cái gì? Dì Hạ có bạn trai rồi đó. Ê, em đó, suốt ngày cứ chúi mũi về mấy cuốn truyện này cái không gì? À, có bạn trai rồi hả? Ừ. Trời ơi, đâu, cho em đây coi nè. Với trên Facebook đó, hết hồn chưa? Ui. Nè. Ủa, mà đâu có thấy hình dì Hạ gì đâu. Dì Hạ đâu có đăng hình dì Hạ đâu. Em biết không, hai người đó đang là một cặp tình nhân bí ẩn. Ồ, ghê nè, luôn. Nè, nhìn nè. Dì Hạ còn khoe bạn trai của dì Hạ cao 1m8 luôn. 1m8? Dì Hạ có 1m4 thôi đó. Dì Hạ nói mình cao 1m7. Cái gì? Xèo. Ừ. Hình như là dì Hạ đang tưởng mình là dì Đông á. Dì Đông? Một sự quan tưởng vô căn cứ. Báo vật ở đâu ta? Ở trong rương hay trong phòng, hay là trên bàn thờ, hay là trên nóc nhà? À, biết đâu được nó sẽ nằm trên này. Cha mình cũng ghê thiệt ha. Phải khám phá mới được. Biết đâu cha giấu nó trên bóng đèn này thì sao? Trời đất ơi, bắt ghế cũng tới nữa trời. Trời đất ơi, đứng trên ghế mà còn không thấy tới nữa, còn làm ăn được cái gì? Ôi trời đất ơi, hết rồi, con này, gì vậy? Chị làm gì vậy? Có làm gì đâu. Đang chơi với đèn. Cái đèn bị hư đèn. Hả? Đâu có gì đâu. Thấy đẹp ngó vậy thôi. Tự nhiên không đứng dưới, đứng trên ghế chơi vậy trời. À, thì tại bị là tả. Biết sao không? Gần đây ấy, tự nhiên có thú ngộ mày. Tự nhiên cái thích đứng trên ghế vậy đó. Mặc dù mình không cao nhưng người khác phải ngước nhìn. Nhìn chị giống cao nhân ha? Chứ sao. Cao. Thấy chưa, hôm nay đứng đến nắp chị thôi. Phải dày mới cao. Trời, hai chị em bay làm cái trò gì cha vậy? Cha. Đó. Chị Hạ chỉ làm cao nhân đó cha. Cao nhân thì đâu có ngồi phải do chiều cao. Hả?
Cha nha, con nói thiệt á, nghĩ lại cũng bực bội lắm á. Cha đẻ sao mà không công bằng gì hết trơn á. Đó, cha thấy không, bốn chị em á, tự nhiên cái út nó cao, đồng nó cao. Đó, rồi con Tu nó cũng cao luôn. Còn chị Xuân á thì cũng tạm tạm đi. Có mình con sao đẹp dữ vậy cha. Cái lùn á là cái trời cho đó con. Ôi, biết sao không, đặng mấy đồ á không có tốn dài. Thôi nói vậy thôi chứ trời cho ai thì cho đi, cho con cái lùn không nhận đâu con trả. Trời ơi, bây giờ chị trả cũng ai lấy của chị đâu. Con nè. Thôi mà đừng có chọc chị con nữa con. Coi nó thấp nó lùn vậy á, trong mấy chị em nó là đứa ngộ nhất à. Đúng rồi cha, bị con không đẹp mà con đọc đúng không cha. Cha nói chị ngộ không phải là đẹp đâu, mà là lạ đó, biết chưa. Lạ nhưng mà hiếm lạ. Chưa, người ta lạ nhưng mà người ta hiếm. Chào em. Dạ em chào anh. Cho anh hỏi là đây có phải là nhà anh Long không? Dạ phải, anh Long là anh hai của em. Vậy mà hả? Mà giờ anh không có ở nhà. Ủa anh là bạn anh hả? Ừ, anh là bạn của anh ấy. Ồ. Chị em có nhà không? Chị em á hả? Chị cũng đi luôn rồi. Mà đi đâu, lâu chưa? Dạ cũng mới đi thôi à. Mà chắc là đi chơi á, thấy mặc đồ đẹp lắm. Chị của em dịu dàng và xinh đẹp nữa. Dịu dàng, xinh đẹp. Ừ. Chiều chiều ra đứng bên bờ sông. Bên bờ sông thấy em tan tình gánh nước. Tưới cây ngô đồng. Em tưới cây ngô đồng cho ai đem lòng nhớ thương. Tưới cây ngô đồng. Đồng. Anh thức hát hay quá à, giống y như là ca sĩ vậy đó. Trời, Đồng quá khen. Tôi ca lẻ còn không xong nữa, làm ca sĩ gì. Anh thức hay ra đây ngồi đàn hát lắm hả? Thì cứ chiều chiều đi ra bờ sông, đợi trời mát xuống cái đợi về bài lý, để đỡ nhớ quê. Vậy quê anh thức ở miền Tây? Ờ, quê tôi ở Cần Thơ. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Em nghe nói gái miền Tây cô nào cũng xinh đẹp hết, phải không anh thức? À, ở đâu cũng có người đẹp mà. Vậy còn ở đây? Ở đây hả? Ở đây cũng có nữa. À, em hiểu rồi. Thì ra anh gặp anh em với chị em ở quán nước mía hả? Ừ. À, mà em nói thiệt nha, bây giờ chị em với anh hai đi về ngoại chơi rồi. Mà nhà ông ngoại ở đâu vậy? Chị em đi. Ngoại em á hả? Ừ. Nó cũng hơi xa, nhưng mà anh muốn tới thì em chỉ. Nhưng mà sao chỉ đi? Chị em không phải tên Đông. Cái gì? Chị nói giỡn anh á. Tên gì? Chị tên Hạ. Công nhận cái thằng này nó khéo tay thiệt đó ta. Cái gì mà nó cuốn. Cha. Trời, con thấy cái gu thẩm mỹ của cha ngộ ghê luôn. Sao? Cái cây có cái bông nào đâu mà suốt ngày cha ngồi cha ngắm nghía cha nâng niu nó hoài vậy? Đâu phải có bông mới đẹp con. Cây có cái đẹp của cây mà bông có cái đẹp của bông. Hả? Ủa đi đâu vậy? Hả? À, con tính đem cái áo qua nhà bà Bảy bà sửa lại. Mới mua bị đứt chỉ rồi đó cha. Tức ghê. Con gái con đứa gì, áo xúc chỉ mà cũng không biết mai biết giá. Đụng cái đem ra tiệm. Cha cứ la con hoài. Con định đi đâu ra? Dạng vô trong. Trời đất ơi, đem cái áo ra cho người ta mai đi. Chiều tới tới nơi rồi. Trời đất ơi, đã thấy chưa, quên thấy không? Thôi đi mày đồ nha cha, đi sửa đồ á. Con này riết không biết giống ai trời. Ê. Ê.
Chị chị cho em hỏi, nhà bác Hai Phát ở đâu vậy chị? Đi cuối đường rẽ trái. Ủa mình nè. Dạ. Cậu kiếm nhà bác Hai Phát hả? Dạ. Có chuyện gì không? Dạ, em bạn của Hạ. Bạn của Hạ hả? Dạ. Không lẽ là Honey của mình sao? Trời, bất ngờ quá. Chị nói gì vậy? Đâu có nói gì đâu. Cậu anh kiếm nhà bác Hai Phát không? Dạ. Bây giờ vậy nha. Đây bây giờ đi thẳng cái quẹo phải cái đùng ngã ba cái bỏ ngã ba đó, đi thẳng luôn, gặp ngã tư quẹo trái xong đi chừng 50 mét nữa gặp ngã tư quẹo phải cái đi chừng 2 cây số nữa gặp ngã tư quẹo trái, đi cuối đường gặp bà nước mía, hỏi bà nha. Ủa nãy chị chỉ em quẹo trái mà. Hồi nãy khác, bây giờ khác. Với lại ở đây có hai nhà ông Hai Phát lận. Thôi đi được rồi, nhớ đi chậm, chạy cẩn thận nghe không, tại đường ở đây ổ gà dữ lắm, chạy nhanh té nha. Dạ. Đi em cảm ơn chị nha. Nhớ chạy chậm nha. Dạ chậm. Em biết rồi. Cảm ơn chị. Nhớ đi chậm thôi đó. Dạ. Đường ổ gà dữ lắm mà nghe. Chết rồi, sao anh đẹp quá vậy ta, đẹp dữ vậy ta, đẹp quá luôn đó. Bây giờ mình phải làm gì đây? Trời ơi, sao mỗi lần thấy trai đẹp là người mình rụng rời hết vậy nè. Bây giờ làm gì? Trời ơi, đúng rồi. Trời ơi, phải trang điểm lại. Phải thay đồ đẹp thôi. Không biết ủi đồ chưa nữa nè. Trời ơi, phấn đâu. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, trang điểm lợt quá. Trời ơi, chết, nữ trang rồi đâu hết rồi. Thiệt tình. Trời đất ơi, vậy này còn trang điểm lâu vậy hả? Con có chuyện quan trọng. Rồi, ủa rồi, sửa cái áo chưa? Áo gì cha? Báo bay mới mua rồi sức chỉ rồi đem qua bà Bảy sửa rồi xong chưa? Ý chết, trời đất ơi, hồi nãy lưng quá, xách cái bịch áo đi rồi dục đâu rồi ta? Chết rồi, chú con chạy ra ăn kiếm liền. Con nhỏ này ngộ đi sửa áo, mất tiêu luôn cái áo à. Ý cha, có người tới, chạy ra tiếp con ai ca vậy cha, ra tiếp đi cha. Nhỏ này làm như nước sôi đổ người nó vậy trời. Dạ, con chào bác. Ủa, cậu tìm ai? Dạ, con chào bác. Bác cho con hỏi nhà này có phải là nhà của ông Hai Phát không? Đúng rồi, Hai Phát là tôi nè, nhưng mà cậu tìm tôi có chuyện gì? Dạ. Con chào ông ngoại. Ông ngoại? Ông ngoại chào con. Con ở đâu tự nhiên vô đây nhìn ông ngoại ngang xương à? Dạ, con không giấu gì ông ngoại, con là bạn của Hạ. Hạ hả? Dạ. Dạ, con cảm ơn ông ngoại. Trời ơi, cái con Hạ này nó làm cái gì mà lâu quá không biết gì à. Dạ, ông ngoại cứ để Hạ trang điểm từ từ đi, con đợi được mà. Dạ, con chào ông ngoại. Con. Ủa, anh Khánh, anh tới làm gì? Sao anh biết nhà ngoại em đây? Long, anh đến nhà tìm Long, nhưng mà không có Long ở nhà. Cũng may có thằng Lân chỉ đường, nên anh mới biết nhà ngoại ở đây đó. Vậy là anh biết hết rồi hả? Biết hết trơn rồi. Em đó không phải tên Đông, tên Hạ đúng không? Hả? Ừ. Ai nói với anh vậy? Thì thằng Lân nó nói với anh. Trời đất ơi, thằng quỷ này. Dạ, chị. Có chào gì hả? Cái gì hả? Đây là dì Hạ của em. Hạ? Làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Hạ đó hả? Thì Hạ đây, chứ còn Hạ nào nữa. Chắc tại vì hôm nay tôi đẹp long lanh lung linh lồng lộn nên nhận không ra phải không? Hạ kia đâu Long? Dì Hạ kia đang ở ngoài sông á.
Sao tụi bay nói gì mà ông ngoại không hiểu gì hết trơn hết trời vậy? Thưa ngoại, bây giờ con không biết con nói cái gì nữa. Ừ. Thôi, thưa ngoại, con về. Ủa, đi đâu vậy? Đi lên Khánh, con dừng xe. Khánh. Nhưng mà tôi Ôi trời đất ơi, tự nhiên chạy xe dữ vậy trời. Dạ, thôi con xin phép ngoại con đi. Ủa đi đâu thằng này cũng ngoại. Nhưng mà con đi ra ngoài bà sao chút xíu. Trời đất ơi, hai cái thằng này làm gì mà chạy thục mạng vậy? Ai biết. Xuống tới đây luôn á hả? Dạ. Chịu khó dữ hả? Hồi nãy mà Út có ở đó, Út coi cái tình hình đó vẫn khóc vẫn cười luôn á. Cô Đông á, nghịch như vậy tội nghiệp người ta lắm biết không? Đông chỉ nói giỡn thôi, đâu có nghĩ là ảnh xuống đây đâu. Ừ. Mà cũng tại thằng Lân hết á, không biết sao mà nó nghĩ ra được mấy cái trò này nữa. Trời, Út không biết thằng đó là thằng quỷ nhỏ hả? Chọc phá người ta là năng khiếu của nó đó mà. Một lần này thôi đó, mai mốt mà lỡ có ai cua vậy đừng làm vậy nữa, tội nghiệp người ta lắm. Thì coi như là cuộc phiêu lưu của ảnh đi. Đúng rồi. Thế Giỡn. Mắc cười. Vậy vui không? Ê, nhưng mà dì Hạ mà biết vụ này do em bày ra hả? Làm chết như dì Hạ luôn. Trời ơi, đâu có nghiêm trọng như vậy đâu. Biệt tài chửi bới của dì Hạ mẹ không biết hả? Trời ơi, không ai nói dì Hạ, sao dì Hạ biết được đúng không? Trời ơi, chơi kỳ quá nha, chơi xấu quá nha, phải đứng đồng bọn nha. Chơi vậy không được rồi đó. Ai đồng bọn với em hả, nhóc? Ôi nhớ, mai mốt bà gặp rắc rối gì á, đừng có kêu Lân ơi, Lân hở giúp chị nha. Chị em rất là xinh đẹp và tài giỏi, cần gì em giúp chứ. Ôi, chị sai lầm rồi. Em nói Tết năm nay, sao chổi chiếu ngay chị luôn á. Dạ chị hết cưng. Trời, em nè ông con trai, hù dọa con gái chia cho mất phong độ. Em chỉ báo trước cho chị đề phòng thôi, không tin thì thôi. Mà vui gì vậy? Nói chị nghe thử coi. Không thích nói. Nói đi mà. Giận rồi. Chung nha. Nói đi mà. Nhưng mà. Cái này là chị có thành ý á, nên em mới nói á. Vợ anh á khéo tay quá. Hai hộp này á là Xuân Tính là cho ba, rồi á mấy cái hộp này á là Xuân Tính đem về cho mấy bà con hàng xóm đây, cứ mỗi người hộp nè Xuân. Lâm tính là năm nay á vợ chồng con cái mình về nhà ba ăn Tết nha, cho nó có không khí gia đình, ăn một cái Tết cổ truyền cho nó vui ha. Vậy ha. Ủa, nhưng mà rồi còn khách khứa, bạn bè, đối tác của Lâm rồi sao Lâm? Lâm bỏ hết. Tết năm nay mình chỉ ăn Tết gia đình thôi. Cha cũng già rồi, sống nay chết mai, biết đón được mấy cái xuân nữa. Thôi mình tranh thủ được mùa xuân nào á thì mình ở với cha mùa xuân đó ha. Anh á cũng là con rể lớn, giống như là con trai trưởng trong nhà, mình phải làm sao mình sống sao cho cha vui lòng chứ. Anh tính vậy cũng phải á. Rồi không? Ơi, sao em biết? Trời ơi, biết sao không? Không. Nghe lén á. ghê bay. Dạo này trình độ đình đập nghe lén của em có tiến bộ á ha. Trời ơi, em là thám tử tương lai mà, Sherlock Holmes còn không bằng em nữa. Nhưng mà cái chuyện đó đâu có liên quan gì đến chị Linh xinh đẹp của em đâu. Hồ gì hả? Trời ơi, nói tới đây mà chị còn không hiểu nữa hả? Không. Nhà ông ngoại có 4 đứa cháu nè, anh hai, chị nè, em nè, thằng Tâm đúng không? Nhưng mà trong đó chỉ có một mình chị là con gái thôi. Thì sao?
chỉ có một mình chị là cháu gái xinh đẹp thôi, đúng không? Trời ơi, nhà ông ngoại thấy không? Hả? Vừa rộng nè, rồi quá trời việc làm luôn. Một mình chị là con gái, chị phải làm hết luôn. Nấu cơm nè, quét nhà nè, rửa chén nè, lau nhà nè, dọn dẹp nè, dọn bếp nè, quét sân nè, quét... Thôi, đừng có nói nữa, Đừng có nói, chị sợ công việc nhà lắm. Đức sợ rồi hả? Như vậy chị phải làm sao bây giờ? Chị có thù với công việc nhà đó. Em cũng đâu biết làm sao nữa. Mà việc nhà em cũng đâu biết làm đâu. Lần nghĩ cách giúp chị đi Lần. Em đâu phải thiên tài đâu. Em là thiên tài. Em là thiên tài của lòng chị đó Lần. Nghĩ cách giúp chị đi Lần. Năn nỉ đó Lần. Ủa, chị Hạ mới thức hả? Chị Hạ ăn sáng chưa? Chị Hạ? Mệt quá à. Không có xuân hạ thu đông gì hết trơn á. Đang bực. Nhìn cái gì? Ủa sao mặt chị Hạ nhìn hốc hác quá vậy? Ủa nào giỡn tới phụ nữ bị hốc hác hả? Bộ phụ nữ nào cũng phải xinh đẹp, lúc nào cũng phải phấn son lòi lẹt cho mấy người vừa lòng hả? Con tưởng phụ nữ phải đẹp như mẹ con chứ. Con nói chơi thôi. Thôi con đi trước nha, tránh xa dùng lửa đạn. Em đi nhanh thức. Bùm chiu. Thằng giỡn không? Cái gì mà bông gì hết trơn vậy? Chị, cây này là em chỉ uống để lấy cái thân hình đẹp của nó thôi. Chứ tới mùa nó mới có bông. Vậy xong biểu nó có bông sớm sớm đi. Tết nhất tới nơi rồi. Có biết cái Tết này là bao nhiêu cái xuân trôi qua rồi không? Ủa, như chị đâu phải nói cái cây này ta. Chú Hai, nhà chú Hai hôm nay có khách sao mà chú Hai mua đồ gì quá trời vậy? Tao đoán là bữa nay nhà có đông người nên tao mua nhiều. Ủa đoán, khách mà đoán nói sao con không hiểu à? Đoán là suy đoán đó, thì đoán vậy thôi chứ chính xác thì chưa chắc. Cô Hạ đâu không phụ chú Hai để đi chợ, để chú Hai đi mình tội nghiệp vậy? Tối qua nó có chuyện buồn, cho nên nó ngủ không được. Sáng nay thấy nó về không nổi, thôi. Tao đi chợ toàn giờ linh cho nên đứa nào chạy nổi. Đi chợ là niềm vui đó con. Ngày nào còn đi chợ được là mừng ngày đó. Ông quên trả tiền cho mày. Dạ thôi khỏi, chú Hai cho hoài à. Thôi nè, lần nào 20 chú Hai cũng đưa 50 hết. Nè lần này cũng đưa luôn. Dạ con đi với chú Hai. Quên nè, trả nón. Nón 70 lần. Rồi lo chạy xe đi. Con đi nghe chú Hai. Đi ha. Dạ. Bác Hai. Thức. Dạ. Bác mới đi chợ về. Dạ. Đây con xách giùm cho bác. Bác Hai đi chợ không kêu con tiếng. Con qua con chở bác Hai đi. Trời đất ơi, tao đi chợ toàn chị Linh không mà sao kêu tụi bay được. Dạ, con vậy chứ con thức sớm lắm á. Chẳng qua là bác muốn giúp cho tám xe ôm nó, một mình nó nuôi vợ hai con, tội nghiệp quá. Chứ bác khỏe chạy xe dù quá. Bác Hai đối xử tốt với bà con láng giềng quá hả? Ông bà mình nói là bác bà con xa mua láng giềng gần, phải dạy cho con, đúng không? Dạ con hiểu. Tới lâu chưa anh Khánh? Lâu rồi. Ngồi đây. Cho ly nước mía đi em. Nói cho anh nghe coi, vụ này là sao? Sao là sao anh? Thì gặp các em hôm qua ở đây nè. Đó là ai vậy? Cái này không phải em đâu.
Mà là... Là gì? Là gì? Nói lẹ lên đi, mẹ ấp úng hoài vậy. Thì em đã nói là gì rồi mà. Chị Út Đông của em đó. Mày đừng có đùa kiểu đó nha. Ai thèm đùa với anh. Nhà ngoại em có bốn người con gái, tên là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mẹ của em là Xuân. Còn cái gì mà hôm qua anh gặp tên là Hạ. Còn dì Thu anh chưa gặp đâu. Ừ. Sao mà dì Út trẻ quá vậy? Dì Út hơn em có 2 tuổi chứ nhiêu. Dì Út. Dì Út cũng tốt. Ủa mà anh Khánh cười gì? Anh cười vì cái chuyện anh vui vì biết dì Út của em. Rồi còn gì nữa? Kỳ này anh em mình có thể phải đổi cách xưng hô rồi đây. Ủa chị Xuân, chị mới về hả? Chị mới về. Cậu là... Dạ em là Thức. Em mướn đất nhà bác Hai để trồng hoa nè chị. Chị là chị Xuân đúng không? Chị là chị Xuân nè. Gặp cậu có 1 lần tôi không nhận ra. Dạ. Thức Cần Thơ đúng không? Dạ nó đó chị. Hãy mỗi lần mà tôi gọi điện thoại về thăm cha tôi á, ông nhắc tới cậu hoài à. Cha tôi nói chứ cậu siêng năng nè, giỏi giắng nè, giúp đỡ cha tôi hết mình. Nói nào ngay chứ vợ chồng tôi mang ơn cậu nhiều lắm nha. Dạ có gì đâu chị. Em cũng nghe bác Hai nhắc đến gia đình chị nhiều lắm. Dạ. Còn em thì con trai miền Tây nữa, làm suốt ngày quen rồi. Ở trên đây với bác Hai mà em phụ bác Hai á, em chịu không nổi. Dạ. Thôi mình vô nhà. Thôi đi vô nhà. Bác Hai ơi. Dạ. Chị Xuân về bác Hai ơi. Cha ơi cha. Cha ơi cha. Chị nghỉ mệt đi, em xách đồ xuống dưới. Hà ơi, chị đã về. Dì Hà con mới về. Ủa sao sáng sớm mặt mày chầm dầm một đống vậy? Không được vui. Trời ơi, sao vậy? Là xui cả năm luôn á, không ai dám dòm đâu. Mẹ, dì Hà đang gặp bão đó mẹ. Hả, nói gì? Dì Hà đang gặp bão. Nè. Hả? Bảo cái đầu con á, đừng có tụi nó nhỏ là gì không nghe nghe chưa. Trời ơi, gì nhìn chị dữ vậy? Chị trẻ quá đúng không? Trời ơi, con không có biết đâu. Đi ra ngoài đường á, không có ai ngờ là chị có 3 đứa con lận. Trời ơi, ai cũng khen sao mà trẻ quá vậy không biết nữa. Đừng có vuốt đi, gái chưa chồng đó. Không biết là cái ngọn gió nào đưa chị về thăm lại ngôi nhà cũ kỹ này vậy ta. Cưng nói sao vậy? Gió xuân. Gió xuân đưa chị về. Trời ơi, chị phải về với nhà mình, với cha, với em chứ nè. Ai, nghĩ cũng lạ à. Mọi năm á, xuân đã về mà chị Xuân chưa thấy về. Năm nay xuân chưa về mà chị Xuân đã về. Lạ lùng thiệt ha. Trời ơi, cưng không hiểu được đâu. Chị cực lắm em ơi. Ta nói mấy năm rồi tới Tết mà chị vẫn còn bù đầu vậy đó. Trời ơi, năm nay chị rảnh chị nhớ cha với em mà chị chạy về liền vậy đó. Biết rồi, về sớm là có lý do. Năm nay á có chuyện lạ nên mới về sớm đúng không chị Xuân? Ôi lạ gì nữa. Hai chị em bây gặp nhau cái ồn ào dưới cái chợ. Dạ. Ngồi đi cha. Ông ngoại. Cha con mới về. Ông ngoại con mới về. Cháu ngoại tôi đó heo. Bày lớn quá trời quá đất à. Dạ. Nay ra dáng thiếu nữ rồi đó. Cha ơi cha, coi nó lớn xác vậy chứ nó còn con nít lắm cha ơi. Dạ đúng rồi ngoại. Trời đất ơi, con gái lớn ra đường sao mà không ăn mặc cho đàng hoàng mà mặc quần ngắn cũng cỡ vậy con. Ngoại, model đó ngoại không biết gì hết à. Ôi, model mô điếc gì không biết nhưng mà về nhà ngoại thì phải mặc quần dài nghe chưa. Con có cái quần nào dài đâu ngoại. Con nữa. Dạ. Con gái lớn rồi thì phải dạy dỗ cho đàng hoàng. Trời đất ơi, coi kìa, ăn mặc cái gì mà cái ống quần nó không qua khỏi được cái đầu gối. Riết. Nó không nổi. Chết ngoại. Hả? Lúc này cha khó tánh dữ vậy. Thì đó, bà Tư ở nhà mỗi ngày đi bà biết. Ăn rồi ai cũng lấy chồng hết trơn á. Tôi phải ở nhà tôi chịu đựng cha mỗi ngày đó. Tôi có dám than đâu. Mới về có 1 ngày thì than rồi. Chà. Gió xuân đã về
Mà sao mình không thấy mát vậy ta? Em gửi cái này cho ba giùm anh. Sao kêu ba ngọt xớt vậy? Thì trước sau gì cũng kêu, kêu trước cho quen thôi mà. Ủa nhưng mà sao chú không ngóng về nhà ông ngoại luôn? Hả? Chú còn bận công việc. Con với mẹ thu con về trước đi nghe. Mà nè, về nhà ông ngoại phải ngoan đó nghe chưa? Dạ. Hùng chú cái coi. Dạ. Tâm. Dạ. Tại sao con lại hôn chú ở chỗ đó? Con phải hôn lên má chú chứ. Con thấy mẹ với chú Hùng cũng hôn gì mà. Nè. Dạ. Và chú dặn nè, chú với mẹ con khác, con với chú lại càng khác hơn, hiểu không? Dạ. Mai mốt là con phải hôn vậy nè. Vậy đó. Dạ. Hiểu không? Dạ. Dạ. Thôi hai mẹ con đi đi. Ba em nha. Ba em. Trời ơi mẹ, con thấy nhà mình á có nhiêu người đâu, sao ông ngoại mua quá trời rau, ăn sao không hết? Ơi, không có ít người đâu con ơi. Bá quan văn võ có nhiều người tụ họp về đây hết trơn cho coi. Ủa, mà bữa nay đâu phải ngày lễ gì đâu gì? Thì lễ lộc là cái dịp để tụ họp mà. Không có lễ thì có lộc. Ơi, lễ lộc gì con ơi. Nè, chị em mà rảnh ngày nào là cứ việc tụ họp về ngày đó. Nè, cưng á, càng ngày cưng càng khó tánh đó nha. Tôi không có khó khăn gì với ai hết trơn á. Thấy chướng tai gai mắt thì nói thôi. Trời đất ơi, hai chị em bay mà cộng lại là hơn 80 tuổi rồi á. Mà cứ rần rần hoài. Cha, chị em con lâu ngày gặp nhau, đứa nói qua đứa nói lại cho vui cửa vui nhà mà cha. Nấu nước xong chưa? Dạ sắp xong rồi cha. Ủa chồng bay không về hả Xuân? Dạ, bữa nay anh bận lắm, anh gặp đối tác á cha. Anh nói thôi hai mẹ con cứ về trước đi, anh rảnh anh u anh chạy về liền. Chà, bộ nó bận rộn dữ à. Trời ơi, anh cực lắm cha ơi, tội nghiệp lắm, thương vợ thương con lắm. Một mình là nuôi bốn miệng ăn luôn á cha. Trời ơi, bữa nay ảnh ốm rồi đó cha. Trời trời, ông Lâm cái dáng vậy bà kêu ông ốm á hả? Ốm. Nay ông nhiêu ký? Tháng rồi 143, tháng này còn 142 á. 142 ký mà ốm. Thiệt tình luôn á. Mà bà nha, mở miệng ra là chồng, mở miệng ra là chồng à. Một cũng chồng, hai cũng chồng. Làm như trên đời này có mình bà có chồng vậy á. Thì đúng rồi. Trên thế gian này tất cả mọi người đều có chồng, chỉ trừ một người là chưa có chồng thôi. Nè, kệ tôi nha. Tôi muốn lấy chồng, tôi không mắc nợ đàn ông, tôi không cần hầu hạ hết á. Thôi đi. Hai chị em bay thêm con vịt nữa là thành cái chợ. Nấu nó lẹ đi. Dạ. Vậy con lặn vậy được chưa? Đông ngồi đi. Chào anh. Anh Khánh tới lâu chưa? Khánh cũng mới tới hả? Nè, anh Khánh là bạn của thằng Long, thì phải gọi là dì Đông đó nha. Ờ, Long với Khánh là bạn, nhưng mà có sao đâu. Anh lớn tuổi hơn Đông mà. Em chọc anh đó, chứ ai bắt anh gọi em là dì đâu. Phải mà, thấy tôi khờ nên dì cháu mấy người á hùa nhau ăn hiếp tôi. Hết chuyện. Hôm qua anh đi nghe lời thằng Lân, nó là tiểu tinh đó. Ừ, công nhận thằng Lân đó lanh lợi thông minh thiệt, chắc giống về út của nó. Lân ơi, ê Lân ơi, Lân giơ tay lên. Anh đã bị bắt. Bắt ba làm gì ạ? Trời, con đang làm thám tử bắt tội phạm á. Thám tử? Thám tử có muốn về nhà ngoại chơi không? Nhà ông ngoại hả? Ủa, ba nói ba bận mà. À, hồi nãy bận. Bữa trước bận, bữa nay xong rồi, hết bận rồi. Con có muốn qua nhà ngoại chơi không? Ba chở con đi. Dạ, cũng được á. Con cũng muốn coi chị Linh đóng phim gì ở bển. Liên quan tới anh Linh? Trời, ba không hiểu đâu. Chỉ có thám tử như con mới hiểu thôi à. Con trai của ba thích làm nhà trinh thám đúng không?
Không phải thích đâu, mà nhất định con sẽ làm nhà trinh thám lừng danh luôn. Tốt. Ba đang có một bí ẩn, nhờ nhà trinh thám giải thích giùm. Bí ẩn gì vậy ba? Ông ngoại, ông ngoại ơi. Trong ngoại tôi đây rồi. Ông quá chậm. Ông cũng giúp con nữa. Ngoan ngoan. Con chào cha. Thưa cha, con mới về. Dạ thưa cha, con với anh Hùng có món quà biếu cha. Trời đất ơi, quà cáp cái gì hả? Ba chỉ cần đem thằng cháu ngoại của ba về là ba vui rồi. Ủa Hùng đâu? Dạ anh Hùng còn bận chuyện ở công ty cha. Dạ anh về sao? Mẹ con cô Xuân ở dưới bếp mới về á. Ủa chỉ về rồi hả cha? Thôi vậy nha, ngoại đem con xuống rửa mặt rửa tay cho mát. Đi. Cháu tôi ngoan quá. Chị Thu, trời ơi cái con nhỏ này, trời ơi sao mà nó đẹp dữ vậy ta, càng ngày nó càng đẹp nha. Trẻ ơi là trẻ vậy đó. Đâu có đâu. Chị á, sao mà thảo mai quá, gặp ai cũng khen đẹp khen đẹp, sao nãy giờ trông nó không khen em đẹp? Cưng, cưng đẹp cái nỗi gì, mày già muốn chết rồi bỉa tao khen đẹp sao đẹp được. Chị, trời, sao chị nở lúc nào chị làm tổn thương em vậy? Chị có biết lèm mông manh em dễ vợ lắm không? Chị Xuân, chị nói sao vậy? Đó, chị nhìn chị Hạ kỹ coi. Trời ơi, em thấy á nha, năm nay á, chị Hạ trẻ hơn năm ngoái, chị nhìn kỹ đi. Với lại á, chị khen nó đẹp là phải rồi. Cái dòng mà đi xa xa lâu lâu mới gặp là thấy đẹp à. Đó, nó lặn mất tiêu luôn, cả năm trời nó mới về nhà này á. Kệ nó đi, nó nói gì kệ nó, lớn tuổi không có chồng khó tánh lắm. Nó khùng chị ơi. Chị nói em không có chồng á, chồng em bị khùng hả? Trời sao chị cứ làm tổn thương em hoài vậy? Em ép chồng hồi nào? Em bị khùng hồi nào? Chẳng qua là em xem cả cuộc đời con gái của em. Em ở nhà em lo cho ba, để cho em ấm bên gia đình, để cho nó em ấm bên gia đình. Vậy mà hai người nói em như vậy đó hả? Trời ơi sao làm tổn thương tôi như vậy trời ơi. Chị Hạ, chắc là chị nghe lộn rồi đó. Chị Xuân hả? Chị nói sao vậy? Em thấy á nha, trong mấy chị em của mình á, chị Hạ là người có hiếu với cha nhất. Chị thấy không, em với chị á lâu lâu mới về thăm cha một lần thôi à. Còn mọi chuyện trong nhà nè, sức khỏe của cha một tay chị Hạ lo hết thấy không? Thì đúng rồi, chị đâu có cãi cái chuyện là nó lo cho cha, nó có hiếu đâu. Nhưng mà nó khùng thì chị nói nó khùng chứ chị. Ủa, có nói chị gì đâu. Chị, em không phải nào. Cái bà này thiệt tình á, thôi kệ bà đi chị. Chị nói như vậy em nghe được không? Thôi đừng có trách bà chị ơi. Thôi mình đi vô nhà nha. Cái lời tổn thương từ hoài à. Ôi chị em không à. Chú Thớt, cha với Ly nè chú Thớt. Giỏi quá con. Wow. Đây. Chú Thớt giặt dừa hay quá à. Chú Thớt dạy con đi. Đâu có được, con còn nhỏ mà. Bây giờ mà con chặt á là không có kinh nghiệm con bị đứt tay. Lớn lên như chú dạy cho. Dạ. Ta, trời ơi con trai miền Tây chặt dừa ngọt quá ta. Dạ ở dưới quê con chặt hoài bác hai. Nè, con mời ông ngoại uống nước dừa đi. Ông ngoại uống nước dừa em ngoại. Cảm ơn con. Của con nè. Dạ. Nước dừa ngọt và mát quá trời không. Ngon hơn ngày thường á. Dạ, con nghĩ từ ngày bác hai con uống cây dừa này, chắc tại bữa nay mấy anh chị tụ họp về vui quá, tâm trạng của bác hai vui. Bác hai uống cái gì cũng thấy ngon. Chắc vậy à. Con Xuân, con Hạ, con Thu đã về đông đủ rồi, còn thiếu con Đông thôi. Một lát nữa bác sẽ gọi cho con Đông nó về. Hiếm khi mà bốn chị em nó tụ họp với nhau lắm. Dạ, thiệt hả bác hai? Lát bác gọi cho con Đông. Ngon quá. Bực bội thiệt á. Báo vật giấu ngay trong nhà của mình mà mình tìm không ra mới đau chứ. Ở đâu ta? Bực ghê. Viết lên Facebook xả stress mới được. Cảm thấy bực bội. Boss. Trời, công nhận rảnh ghê. Ở đâu nhảy vô comment liền. Sao bực vậy bé? Ủa? Trả lời liền. Gì hả kìa bác? Không tìm ra thứ cần tìm. Dạ. Mình gặp nhau đi. Con chào dì Hạ, con mới qua. Con. Bữa nay. Dạ dì Hạ ơi, mẹ con đâu dì Hạ? Ở dưới bếp á con. Dạ. Chàng ơi,
Lâu dữ lắm rồi mới gặp anh hai đó nha. Cũng may là gặp tại nhà em á, chứ nếu gặp chỗ khác á, em không nhận ra anh rể của em luôn á. Dì Hạ lúc nào cũng vui tính, gặp nhau cứ nói giỡn hoài. Đâu có giỡn đâu, cái này đang nói thiệt có giỡn gì. Công nhận chị hai tôi chăm sóc anh hai kỹ ghê, càng ngày càng tròn quay à. Nè, cái này có một lần anh ông già ông Địa khỏi cần đụng bụng luôn á. Y chang Địa. Nói giỡn quá. Con này mình mệt không? Trời, em pha cho cha một ly nước cam mà cha chưa uống. May quá, thôi mình uống luôn đi ha. Có hiếu ghê không? Dạ trai thấy sợ. Cha đâu em? Dạ, cha đang ngoài giường á, cha uống nước dừa. Nói với cha, mai mốt rảnh á, kiếm cách nào á, kiếm chỗ á, gả gì Hạ đi. Khó khăn quá. 40 tới nơi rồi, làm như là bây giờ lấy chồng dễ lắm vậy. Khó lắm. Nồi nào nắp dung nấy. Anh nè, có mấy ông bạn chết vợ bự bự giống như anh, em nhớ không? Đó, anh làm mai cho gả được á. Nè, tôi không thích mang cha bụng bự đâu nha. Ngán thịt khô dịch lắm rồi. Con này tính nết khác thường quá ha. Nó nói nó ngán mỏ cọ. Trời ơi, chẳng lẽ tôi là nguyên nhân khiến cả nhà ngán thịt khô dịch hả? Gì vậy? Làm anh giật mình à? Anh đang làm gì vậy? À, anh đang tìm báo. À không, anh đang nghiên cứu coi là kiến trúc nhà ông ngoại cất theo kiểu nào. Anh có thí nghiệm ra chưa? Chưa, cũng đang trong vòng nghiên cứu. Alo, Đông hả? Mày đang ở đâu vậy? Em đang trên đường về nhà nè. Có gì không chị? Có chuyện gấp lắm, về về liền đi. Có chuyện quan trọng, rất quan trọng. Là chuyện gì chị? Tối nay á, tao với mày sẽ đi gặp một người rất quan trọng. Để anh chi vậy chị hả? À, thì chị hẹn bạn trai. Trời, chị hẹn bạn trai rủ em làm gì? Thì hai chị em mình đi chung cho nó hả? Vui. Với lại chị lỡ khoe với anh là chị cao 1m7 rồi. Trời, biết sao không, bị anh cao quá trời luôn á. Anh cao tới 1m8 lần thì chị phải nói chị cao 1m7 mới xứng với ảnh, chứ giờ chị nói chị cao chưa tới 1m5 sao ảnh chịu quen chị. Chị ơi, chị phải liệu cơm gấp mắm chứ chị hả? Trời ơi, cơm mắm gì ở đây nữa em ơi. Bây giờ cái chuyện đã đâu vô đó hết rồi, nó lỡ dở hết rồi. Thôi thôi thôi, bây giờ vậy nè, em về lẹ đi, về lẹ lên. Rồi hai chị em mình sẽ bàn tính tiếp kế hoạch tiếp theo ha. Đông. Anh Thức. Đông về nhà bác hai hả? Dạ, em về nhà. Ủa, mà xe anh đâu, sao anh đi bộ vậy? Xe của anh bị hư rồi, anh đem sửa. Bây giờ thì trong khi chờ đợi thôi, anh ra đây mua ít đồ. Anh Thức cần Đông chở đi không? Thôi không sao đâu, cũng gần đây thôi mà. Ủa, Đông về chung với bạn hả? Dạ đâu có đâu, em về có một mình à. À thôi về với bên nhà chơi với bác hai đi, có anh chị nữa ở nhà vui lắm. Dạ thôi em về nha. Có thời gian rảnh thì anh Thức ghé nhà em chơi nha. Thiệt không? Thiệt, 100% luôn. Chính tai chị nghe dì Hạ nói chuyện với dì Đông. Mà dì Đông cũng sắp về tới rồi đó. Vậy là tối đêm nay sẽ biết được người yêu bí mật của dì Hạ là ai. Bức màn bí mật sẽ được vén ra. Yeah,
Hai đứa làm gì đứng ở đây vậy? Dạ dạ. Bí mật gì vậy? Nói cho dì Thu nghe với. Dạ không có gì đâu. Con đang kể chuyện trinh thám cho chị Linh nghe thôi à. Chuyện trinh thám hả? Dạ. Dạ. Không? Trời ơi, chuyện hấp dẫn lắm luôn á vậy. Hấp dẫn lắm luôn á hả? Dạ. Chuyện tin gì vậy? Chuyện tin 1m7 đó gì. Chuyện tên gì mà ngộ dữ vậy? Gì đâu? Ý... Mới về hả em? Về chị... từ sớm tới giờ á, giờ mới thấy mặt dì Đông đó. Chị mới về hả? Ừ, chị về từ sớm rồi. Hai đứa, anh Hùng có về với chị không? Không, anh bận chuyện công ty, chị dẫn thằng Tâm về trước. Đông, dạ. Đông, vô đây, vô đây với chị, lẹ lên, lẹ lên. Từ từ, em mới về mà. Từ từ sẽ được mà, từ từ, đang nhậu xô lửa bỏng, lẹ lên. Vô đây. Ủa, chị Hà với con Đông có chuyện gì vậy ta? Hấp dẫn rồi nè. Ừ, vậy mà cũng được nữa đó hả? Được chứ sao không được, chị nói được là được mà. Nhưng mà tự nhiên cái hẹn nhau chỗ đó vắng vẻ thế mồ. Em không biết đâu, bạn trai của chị á, anh lãng mạn lắm. Anh thích gặp nhau ở những chỗ lãng mạn thôi, càng tối càng lãng mạn. Nhưng mà thôi đừng có nhân nhị nữa mà, giúp giùm chị đi, chị năn nỉ em luôn á. Em không biết đâu, chị với ảnh á, yêu nhau say đắm, yêu nhau nồng nhiệt, yêu nhau nồng cháy, yêu nhau lâu ớt là lâu rồi bây giờ mới gặp mặt nhau á. Yêu nhau lâu rồi mà không biết mặt mũi sao luôn á hả? Trời ơi em ơi, người ta yêu nhau là yêu cái tính tình, yêu từ con tim, từ con tim móc ra trao cho nhau. Chứ đâu có cần mà phải biết ngoại hình, đâu cần phải đẹp hay xấu gì đâu. Ngoại hình chị còn không biết nữa, làm sao chị biết được tính tình? Mấy cái tình yêu trên mạng bây giờ hả, không có thực tế đâu nha, có chừng bị dụ đó. Thôi 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 đi, em đừng có dài dòng nữa. Em chưa yêu thì làm sao mà em biết được. Em đừng có thấy á hả, trai đẹp theo chị á, rồi em á ganh tị với chị nghe không. Em biết không, tình yêu á nó lạ lắm, nó ngộ dữ lắm, nó lạ lẫm lắm em à. Khi yêu, người ta chỉ biết nhắm mắt lại và tìm cái cảm xúc màu nhiệm của nó mà thôi. Không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu. Em yêu anh băng qua ngàn biển rộng, em yêu anh qua đông tàn ngày tân. Yêu anh vì chỉ biết đó là anh. Chị, chị gọi điện thử hỏi có anh tới chưa. Thì từ từ đi, chắc là anh đang trên đường đến á. Mà anh nhỏ này ngộ quá à. Làm gì trai của chị và trai của cưng nào cứ rừng lên vậy? Làm quá tao nói mình mê trai sao? Từ từ, đừng có nóng lòng. Sao lâu quá vậy cả? Kì, thấy không, thấy không? Chú cũng biết chuyện này nữa hả? Ừ, chú ra đây để bảo vệ Đông với chị Hạ. Vậy là chú định làm anh hùng của mỹ nhân đó hả? Nhiều chuyện quá. Em ơi, Đông ơi. Cái gì như lăng quăng vậy bà? Anh đến rồi. Đâu? Anh đến rồi kìa. Trời, trời, dán đi thiệt là hiên ngang. Người gì đâu mà đẹp lạ đẹp lùng. Chị, đẹp quá. Chị, hả? Sao chị nói em ổng cao 1m83 mà sao thấy có 38 vậy chị? Trời ơi, chị thích như vậy cùng sai với chị. Trời, tới rồi. Xin chào hai người đẹp. Dạ, em chào anh. Trong hai em nào là Hạ? Em là Hạ. Em là Hạ, em đẹp quá. Anh đến đây bằng gì vậy anh? Anh đến bằng gió, anh đến bằng mây, bằng một tình yêu vĩ đại. Trời ơi,
Trời, anh đúng nói đi có lòng chị rồi. Cho anh được. À, cái gì vậy, cái gì vậy? Nè, ông đấy nha. Ông là đồ lừa dối. Bịp bợm. Bình tĩnh đi. Dê sợm. Bình quản nha. Anh Khánh bình tĩnh đi anh Khánh. Buông anh đấy. Trời, chết rồi, tay sao lại người ta vậy? Vậy có sao không anh? Trời ơi. Chết rồi. Có sao không anh? Sao kỳ cục vậy, sao đánh người ta? Chị bị ông gạt rồi. Ông bị khùng đó. Nè, chị nói cho em biết nghe chưa? Em đừng có thấy người ta có nhan sắc rồi em ganh tị. Em nói người ta này nọ nghe chưa? Làm nào vậy là không có tốt. Trời ơi, ổng là khùng nhất trên mạng đó. Nè, cái dây thần kinh của ổng có vấn đề á. Anh Khánh, ông nổi tiếng khùng nhất trên mạng đó. Ta là mây, ta là gió, ta sẽ mang em đi thật xa, xa lắm, tới cuối chân trời. Nhưng đường chân trời ở đâu? Đó, em thấy chưa? Là nơi giao nhau giữa đại dương và bầu trời. Nhưng nơi đó không bao giờ có. Ta sẽ đưa em trở về. Trở về với ta nha em nhé. Ta sẽ đưa em đi. Ta sẽ là mây, ta là gió. Ta sẽ đưa em đi tới tận cuối chân trời. Thôi, chị đừng có buồn nữa. Trong cái rủi á, lại có cái may á. Chị cũng may mắn thiệt á, chị phát hiện sớm. Chứ không biết kéo dài mối tình khùng điên này tới bao giờ nữa. Sao mà anh có thể bị thần kinh được chứ? Thôi. Anh còn làm thơ tặng chị nữa mà. Chị, chắc ổng chôm thơ của ai rồi đó. Có một mối tình thiệt là đẹp. Đẹp như trong mơ vậy đó. Mà bây giờ ổng canh mà bay rồi. Thôi chị đừng có buồn nữa. Tránh được ông khùng đó đó là may rồi. Lỡ ông bị biến thái thì sao? Chị Xuân. Hả? Chị nói gì đi, sao đứng im re vậy? Hãy cho nhau những gì có thể, để sau này không có để cho nhau. Dạ đúng đó chị. Ủa gì vậy? Là sao không hiểu chị trơn à? Em không bình thường. Em lấy gì em cho con mày? Nè. Thôi thôi em mà. Đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Em xin lỗi thôi chị Hạ. Chị Hạ kẹo nha. Kẹo đi. Ủa kẹo ngon. Kẹo đi. Để em lấy nước á cho chị uống nha chị. Đánh ra. Trời ơi, tại thầy bà không. Tại bà cười á. Tụi bay cười tao nín không được chứ mày. Mày cười trước. Mày cười trước mà con mày cười tao mới cười theo nè. Chị ứng thơ mà còn nói nữa. Thơ con cóc của chị ở đâu ra vậy? Chứ mày vô duyên với tình huống này mày biểu tao nói gì bây giờ? Mày đi vô với nó đi. Đi vô năn nỉ nó đi. Đi. Vô duyên. Ủa, à, chú hai hôm nay sao đi chợ mua đồ ít vậy? À, hôm qua tụ họp đông đủ cho nên mua nhiều. Bữa nay mạnh ai nói đi mua nhiều ai ăn. Công nhận chú hai sướng ha. Tết năm nào chú hai cũng có được bốn mùa hết á. Xuân hạ thu đông về vui vẻ hết ha. Lâu lâu chị em nó mới tụ họp. Đêm qua nó nói kể chuyện nhau tới khuya luôn à. Hình như ngày nào chú hai cũng đi chợ mua đồ phải không? Ừ. Bà thấy chú hai ghé hàng của cô Ba Nở mua đồ không vậy? Thì chỗ hàng xóm láng giềng muốn giúp đỡ người ta. Thì à, bạn hàng trong chợ ai cũng là hàng xóm hết. Mà sao chú hai cứ canh ngay cô Ba Nở mua không vậy? Con nghi lắm đó. Tầm mấy tầm ba. Mày gì đó nghe à, tao đâu chợ mà tao nghe đồn cái chuyện mà bà rỡn chứ. Tao cạo đồ khô mày vậy. Thank you.
Chị. Làm hết rồi mà. Đi đâu vậy? Chị tìm gì hả? Tìm gì đâu? Ủa? Mà nhà tôi mà. Tôi muốn tìm gì kệ tôi. Tôi đâu cần phải giải thích với cậu. Bộ mỗi lần á, tôi muốn tìm gì á, tôi phải xin ý kiến cậu. Tôi phải làm đơn tôi xin nữa hả? Dạ, em không có ý đó. Tại em thấy chị giới cái gì? Ý cậu muốn nói là tôi lùng, tôi làm cái gì tôi không phải giới, phải không? Chê tôi lùng chứ gì? Em xin lỗi chị. Em chỉ thấy chị không biết tìm cái gì. Ủa chị tìm cái gì hả? Nè, bộ cậu cũng muốn tìm hả? Em đâu muốn tìm gì cho em đâu. Ý em chỉ muốn giúp chị thôi. Trời ơi, tốt quá à. Tìm giúp chị thôi. Tự nhiên cái tốt ngang xương vậy ta. Ai khiến cậu vậy? Đâu có ai khiến em đâu à. Vậy thôi, chị không cần giúp rồi thôi em đi. Đứng lại. Dạ, còn chuyện gì nữa chị? Nè, không giúp tôi là tính đi giúp người khác đúng không? Không có, em định qua tìm bác hai nói chuyện chơi thôi hả? Đó thấy chưa, nghi đâu là có đó mà. Lúc nào cũng bác hai hết hả? Thì đúng rồi, ở đây là nhà bác hai. Mà em ở nhà bác hai, không tìm bác hai thì em tìm ai? Trả treo. Chú hai. Con xin cái đó. Sắp chút nữa chú quên. Đây, tao quên. Dạ. Tao quên. Còn cái này nè, mày thấy không? À, đồ con nít mà mai bây giờ đẹp ghê. Ồ, cái này đẹp quá. Ừ. Cái này chú hai mua cho cháu ngoại chú hai hả? Ừ. Ủa mà cháu ngoại chú hai lớn hết rồi. Cháu ngoại tao có một đứa lặn gái lặn linh thôi. Mà nó đã 18 tuổi rồi. Rồi sao mà nó bận được. Cái này mua về cho hai đứa con của bay ra hả? Chú hai làm con ngại. Con ngại quá. Tao có cho mày đâu mà ngại. Cho hai đứa con của bay, hai đứa con bay dễ thương hết sức. Hả? Nè, đem về nói đây là lộc của ngoại cho tụi nhỏ. Tết rồi dắt nó qua nhà rồi để tao lì xì cho nghe. Dạ, con cảm ơn chú hai. Nè, quên. Hai chục hả? Dạ thôi, con không có lấy tiền nữa. Ơi, lấy đi. Nè, cho mày luôn 50. Ha, đi về. Chị công nhận ha, nhà ông ngoại quá trời việc luôn á. Toàn những việc không tên không tuổi mà chị làm hoài không bao giờ xong. Trời, chị nằm mơ hả? Em nói á là năm nay sao chổi chiếu ngay chị luôn rồi đó. Đau. Đừng có nói xui nha chị nhóc. Thiệt mà, không tin thì thôi nha. Ê, nói nghe nè. Mà hôm bữa giờ qua nhà ngoại á, em có tìm ra món đồ đá hay đồ đồng gì chưa? Cái gì mà đồ đá đồ đồng? Thì báo vật của ngoại đó. Em đã rất cố gắng sử dụng tất cả năng lực em có. Mà vẫn chưa tìm được. Vậy mà cũng tại lanh. Đã là báo vật á thì ông ngoại đâu có dễ gì để cho mình tìm dễ dàng vậy được đúng không? Mà nghĩ đi nghĩ lại nha, em thấy ông ngoại cũng bí ẩn ghê luôn á. Chị cũng không biết là ông ngoại có báo vật thiệt không ha. Trời, đương nhiên phải có rồi. Nếu không có báo vật á thì ông ngoại đâu có đánh trống phất cờ rầm rộ quá trời như vậy đâu. Em nói giống như là ông ngoại đi đánh trận vậy. Trời, nói gì mới hấp dẫn. Mà em nghĩ báo vật này không phải báo vật bình thường đâu, mà là báo vật này phải rất là quý luôn. Người ta gọi là siêu báo vật á. Mẹ. Gì vậy con? Mẹ dẫn con đi chơi ơi. Hôm qua con mới về chơi nhà ông ngoại mà. Hôm qua khác, hôm nay khác. Mẹ dẫn con đi chơi ơi. Bé Tâm, bây giờ con nghe lời mẹ. Con lên phòng coi phim hoạt hình. Mẹ còn nhiều việc phải làm lắm con biết không? Thôi, con mèo với con chuột coi hoài chán lắm. I want to go out on the world.
À, dạy con á mà còn biết nói tiếng Anh giỏi dữ vậy hả? Dạ chứ không dạy con mà. Vậy thì bây giờ bé Tâm ngoan nghe là mẹ, lên phòng coi phim hoạt hình. Chiều chú Hùng đi làm về á, mẹ nói chú Hùng chở con đi chơi, ok? Hồi giờ tới chiều lâu lắm, từ giờ tới chiều con làm cái gì được đâu. Con ngoan đi, nghe lời mẹ đi, lên lầu coi phim hoạt hình đi con. I'm sick of cartoon. Con chán phim hoạt hình lắm. Thôi đi lên cho mẹ làm việc nè. Lẹ lên, lên phòng cho mẹ làm việc đi con. Lâm, năm nay người ta làm mấy cái bao lì xì nhiều màu đẹp quá ha. Sưng, Sưng thấy không? Lâm chọn mà nhiều kích cỡ nè. Cái Sưng á, Sưng nhớ để tiền á. Thí dụ cái bao đỏ này nè, để tiền à, mệnh giá nó lớn. Mấy bao nó nhỏ này nè, mình để tiền mới mà mệnh giá nhỏ thôi. Để Lâm đi chúc Tết mọi người trong xóm á, cái mình sẵn cái mình lì xì luôn ha. Cái đó người ta gọi là làm dấu đúng không? Em cúng cơm á, rồi đưa ông bà xong rồi dẫn mấy đứa nhỏ về nhà ăn Tết với cha đi, làm cho kiểu cho cha. Nói nghe nè, nhưng mà bữa nay là 25 Tết rồi, bộ anh không định đi tảo mộ ba má hả? Có chứ, mộ cha má anh nhờ mấy người quen á quét rồi dọn sạch sẽ rồi mùng một Tết á cả nhà mình kéo qua đó cúng kiến luôn. Em tính á, định dọn của kiểu đó cho xong rồi cái giờ mình làm mình đem về cho cha. Em á dắt mấy đứa nhỏ về bển á cho đông á, cho cha chui rồi phụ cha đi chứ nhà cha rộng lớn như vậy đó mà trống trước trống sau Tết đến là hiu quạnh lắm ha. Để em sắp xếp công việc xong rồi cái em cho mấy đứa nhỏ về thăm cha ha. Đi qua nhà ông ngoại nữa không, ác mộng. Em thấy vui mà, qua bển á em được chỗ tài làm thám tử nữa. Đúng là đi mua đồ với phụ nữ là một chuyện khủng khiếp nhất trên đời này. Nhăn nhó hoài, nhiều người đàn ông á hả muốn dẫn Út đi mua đồ mà không có được á nha con. Trời đất ơi, ai vậy? Con hân hạnh lắm mới được. Vì đừng có nói với con là ông Khánh nha. Đó chỉ là một trong hàng ngàn trường hợp của Út thôi. Mà ông Khánh á, ổng sao sao á vậy Út? Mỗi lần ổng nhìn Út á, con thấy mắt ổng á vậy nè. Còn con nhìn Út á, chán muốn chết luôn. Ủa da, chán hả mày? Ủa Út, chú Hùng kìa. Đâu? Ổng đi vô xếp quần áo gì đó. Đó đó, đi. Ê, mà ông Hùng mua đồ làm gì vậy? À, chắc là mua đồ cho thằng Tâm. Con gì thu chứ gì. Ê, hình như không phải mua đồ cho bé Tâm đâu. Sao Út biết? Ủa dạ, sao mày ngu quá vậy? Nghĩ coi, con của chị Thu là con trai hay con gái? À, con quên, Tâm là con trai mà. Con quên để ý cái áo ông cầm trên tay. Út nghĩ ổng có một đứa con khác. Út chắc là như vậy. Sao Út có thể chắc như vậy? Linh tính cho biết và giác quan thứ sáu của Út đó. Đúng là đàn bà, cái gì cũng nghi ngờ hết. Ui da, đúng là đàn ông bắt cá hai tay. Làm gì Út cứu con hoài vậy? Còn bắt cá hai tay hồi nào đâu, xách đồ hai tay thì có. À mà ông ngoại cũng là đàn ông nữa nha. Nè, im mày, đừng có cài chuyện nọ xỏ chuyện kia nghe chưa. Chào anh. Chào hai dì cháu. Dạ. Nè, mời đông ngồi. Cảm ơn anh. Ừ.
Sao? Hai dì cháu đi siêu thị vui không? Chán muốn chết. Đi mua sắm với phái nữ là niềm vinh hạnh của đấng mày râu đó. Thấy chưa? Mày đúng là con nít. Vinh hạnh thì mai mốt anh đi đi. Mai mốt á, Đông muốn đi đâu á, anh chở Đông đi hết đó nha. Anh Khánh nói chơi hay nói giỡn vậy? Anh nói thiệt mà. Mai mốt á, Đông muốn đi đâu á, anh cũng chở Đông đi hết á. Bởi vậy, xu hướng của con người bây giờ là luôn luôn đi tìm cái khổ. Thằng Long á, nó còn nhỏ cho nên nó không hiểu chuyện đâu. Thôi, hai dì cháu uống nước mía nha. À, chị ơi, hả? Hai ly nước mía. Ừ. Cái chuyện tình nước mía này không biết kéo dài tới bao lâu nữa đây. Nè, Đông uống đi. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, rừng núi xanh rờn, đâu đây tiếng đàn tôi nghe lá lơi. Này hả ơi, đang lo bạn thiên hả, chỉ ôm sòm, mày không hả? Cha này, thì... Con gái con đứa gì mà lao dọn bàn thờ ông bà mà ca hát nhảy nhót. Ông bà ở trên bàn thờ chắc cũng không yên với mày. Trời ơi, thì Tết nhất tới nơi rồi cha. Mình phải hát cho ông bà vui. Ông bà thấy có không khí Tết. Còn tính múa cho ông bà vui nữa kìa. Con múa đi con. Nhà này dạ. Cột lắm nè. Con múa cột luôn đi. Dạ chú con đâu cột múa. Rồi, nói cái gì cũng kể hết trơn hết trọi. Lao nghiêm túc vô, dọn nghiêm túc vô. Không có ca hát, ôm sò. Dạ. Kì, càng già càng khó tính. Ca hát tôi cũng là phải hát ông bà nghe, ông bà vui, ông bà mới về ăn Tết chứ. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời, đồi núi xanh rờn, đâu đây tiếng đàn tôi nghe lá lơi. Đâu đây... chìa khóa gì mà lạ quá vậy ta? Cái này không phải là chìa khóa tủ, cũng không phải là chìa khóa cửa. Hả? Không lẽ liên quan tới báo vật? Sống chưa con? Dạ gần xong rồi bác hai. Nghĩ ta vô nhà uống miếng trà. Dạ, để con làm xong rồi con vô liền. Mà Thức nè, bữa nay ngân hàng còn làm việc không? Dạ còn, mà bác hai tính làm cái gì? Tính đổi mớ tiền mới để Tết lì xì cho sắp nhỏ. Rồi để chút xíu rồi con chở bác hai đi làm liền. Thôi để bác gửi tiền cho con ha. Rồi mai chiều vậy đó con tiện con ghé con đổ cho bác. Ba ngày nay bác thấy ra đường nhiều quá, xe cộ rần rần nhức đầu. Dạ đúng rồi, bây giờ đi ra đường á bác. Thấy thiên hạ người ta sắm Tết mua đồ Tết á, mình cũng nôn thiệt. Ủa rồi chừng nào con mới về quê? Dạ con cũng chưa tính nữa. Coi 25 Tết rồi đó nghe. Dạ bác an tâm đi, từ đây về Cần Thơ đâu có xa đâu. Ôi trời đất ơi, mới hôm qua đây mấy chị em nó về cười nói rôm rã rần rần vậy nè, bữa nay kéo đi đâu hết trơn á, trội vắng què thấy buồn hiu. Bác hai thấy con sửa được chưa bác hai? Tao biết gì đâu, tao thấy sao cũng đẹp hết trơn. Dạ. Bà biết không, con tìm kiếm hết nhà ông ngoại luôn rồi mà không thấy báu vật đâu hết trơn á. Chắc chị Hạ của con á đã tìm ra được báo vật trước con rồi. Không có đâu, theo phán đoán của con á thì chị Hạ cũng chưa tìm được báo vật đâu. Báo vật ông ngoại giấu lâu rồi, đâu có dễ gì tìm được. Như vậy đó mới cần tới cái đầu óc thám tử của con. Dạ, nhưng mà có khi nào ông ngoại không cất trong nhà mà cất ở một nơi bí ẩn khác không ba? Ông ngoại con á quanh năm suốt tháng ở trong nhà thì không thể nào cắt chỗ khác được. Con. Dạ. Con đã tìm ở phòng ông ngoại chưa? Con đâu có dám vô phòng ngoại đâu. Với lại thằng Tâm lúc nào cũng đeo như để đói gì đó, con đâu có dám manh động được gì đâu. Gì? Thằng Tâm cũng muốn tìm báo vật nữa hả? Con cũng không biết nữa, mà nó cứ suốt ngày đi theo sau lưng con như cái đuôi vậy đó. Suốt ngày nó nói đúng một câu thôi. Nói câu gì? Anh Lân, chơi gì? Với em. Hả?
tới nhà ngoại rồi kìa. Lẹ lên. Lẹ lên con. Nhanh lên. Có gì đâu. Làm gì mà mừng dữ vậy? Tới nhà ngoại rồi kìa. Nhà ngoại chứ có gì đâu. Thôi hai đứa, đàng hoàng đi. Vô ngoại không ra bây giờ. Giờ đây con bị lao động khổ sai đó mà. Cha ơi cha, sao kéo nhau về nửa giờ trời? Về hoài không biết mệt hay sao? Hả? Chị về rồi nè. Thấy mà, đâu có bị cận đâu. Dạ, con chào dì Hạ. Dạ, con chào dì Hạ. Ủa, mà về chi nữa vậy? Anh Lâm nói là cha thèm củ kiệu, nên chị về chị làm củ kiệu cho cha. Ha, ngộ ghê luôn á. Mọi năm á cha cũng thèm củ kiệu lắm á chứ. Mắt ruột của cha mà. Vậy mà không có thấy ai về làm củ kiệu cho ăn hết á. Giờ tự nhiên kéo về cả đáp làm củ kiệu vậy? Có hiếu ngang xương ghê. Con này, mỗi lần gặp là nó móc nó méo à. Sơn. Dạ. Dì Hạ nó vẫn chơi mà. Dạ. À, đúng rồi, tôi nói chơi á, mà đừng nghĩ tôi nói giỡn rồi nha. Cha ơi cha. Vô ngoại hai đứa. Dạ. Chán như con dán gì đó. Mẹ còn nhiều việc lắm nè. Mẹ lúc nào cũng nhiều việc hết trơn á. Mẹ không làm việc á, lấy tiền đâu ra mua đồ chơi cho bé Tâm chứ? Con thấy ông ngoại đâu làm việc đâu mà ông ngoại cũng khỏe re đó. Tại vì bây giờ ông ngoại lớn tuổi rồi, chứ hồi còn trẻ ông ngoại làm việc nhiều lắm chú bộ. Chú không về, chú không về, quen thôi chú không? Ở nhà sáng giờ có ngoan không? Dạ ngoan. Con ngồi đi. Chú Hùng cho con đi chơi ơi. Chú Hùng còn nhiều việc phải làm lắm. Chán phèo. Mẹ con nói á, đợi chú Hùng về chở con đi chơi. Giờ chú Hùng về chú không chở con đi chơi luôn. Con đợi chú Hùng sáng tới giờ đó. Tội nghiệp con trai tôi không? Thu, sao em không chở con về nhà con ngoại chơi đi? Trời đất ơi, em còn hai cái báo cáo chưa có làm xong á. Anh chở con đi chơi một vòng giùm em đi. Nó đợi anh từ sáng tới giờ á. Về nhà ông ngoại chơi chú Hùng. Có anh Lân với chị Linh chắc vui lắm á chú Hùng. Anh cũng còn báo cáo chưa làm xong. Để đó anh làm luôn cho. Em đó, chở bé Tâm về nhà ngoại chơi đi. Quen ơi chú Hùng. Chú Hùng là số 1. Yeah. Ghét luôn. Cái bà làm toàn những chuyện bất bình thường không à. Mới vừa về tới lăng xăng chụp cái này bắt cái kia làm. Làm giống như ai giành hết gì của bà vậy đó. Đó đó thôi. Tưới cây thôi đó. Mặc bộ đồ giống y như đi dự event vậy đó. Không kịp tắm rửa thay bộ đồ nhà ra cho nó khỏe nữa. Sao trời, giành tưới nữa. Sao mọi bữa không về giành tưới luôn đi cho tôi đỡ cực. Lép nhép gì vậy? Em nhép gì đâu. Tính ra tưới cây nè. Giờ bà giành rồi còn gì nữa đâu tưới. Thôi bà tưới đi. Cưng đó nha. Cưng lười nhát quá. Làm biến quá. Tại sao cưng để mấy cái cây kiển của cha héo queo vậy? Rồi nó chết làm sao? Cưng phải thường xuyên tắm tưới thì nó mới đẹp, nó mới nở hoa chứ. Bà giỏi quá, bà hay quá. Bà giỏi, bà ở nhà bà làm bà chăm sóc đi. Bà nhìn đi, cái nhà mà nó rộng còn hơn cả công viên người ta nữa. Có mình tôi sao làm nổi. Làm như tôi ba đầu sáu tay vậy. Hồi mà chưa lấy chồng á, tất cả công việc nhà này là một tay chị làm hết á, thấy không? Thì biết rồi, biết bà giỏi rồi. Bởi vậy á, đi đâu cha không khoe cho hạnh gì cho tự hào về bà lắm nha. Trời, con Xuân nhà tôi nó giỏi dữ lắm á. Trời, nó gói bánh khiêu lắm rồi nha. Nó dung dáng chuyện gia đình lắm á. Có bao giờ nghe nhắc tới con Hạ đâu. Chị mà thấy cái điều gì mà nó gai mắt, mà nó còn bất bình thường á, là chị sẽ sửa lại cho nó bình thường. Bởi vậy cho nên á, làm suốt ngày có hở tay đâu nè. Thì đúng rồi, bà giỏi lắm á. Bà chỉ giỏi hầu chồng chứ giỏi gì nè. Trời ơi, được hầu chồng hầu con là một hạnh phúc á. Chứ có nhiều người á, người ta muốn hầu chồng hầu con mà có được đâu nè. Trời ơi, công nhận cái cậu này cắt kiển khéo ghê vậy đó. Coi vậy mà cậu thích này cậu khéo tay à. Con nói chuyện gia gì xuống. Cha. Dạ con đang nói chuyện với con Hạ. Hạ đâu? Ủa nó mới nói chuyện với con đâu mất tiêu rồi. mà con nói cái gì mà nó bỏ nó đi. Dạ con có nói gì đâu cha.
Nó nói với con á là giỏi hầu chồng hầu con. Thì con mới nói chứ được hầu chồng hầu con là một hạnh phúc á. Nói vậy tự nhiên nó bỏ đi à. Nhỏ đó nó dễ tự ái lắm. Nói kiểu đó giống như là chọc ghẹo móc méo nó rồi nó không bỏ đi sao được. Ồ. Cái chuyện nó có thiệt, con nói thiệt lòng con mà tự nhiên nó tự ái nó bỏ đi à. Ui, bốn chị em tụi bay, đứa mê chồng, đứa ế chồng, đứa bỏ chồng, đứa chưa chồng. Thiệt nhìn bay phát chán phát đầu. Chà, đứa nào nó cũng hơn nửa đời người rồi, hơi đâu mà cha lo. Trời ơi, cắt ba cái này cực thấy mồ luôn. Coi nè, hư móng tay hết trơn luôn à. Ăn có cực không con? Hết hồn. Dì Hạ, làm gì hết hồn? Tôi là người chứ bộ tôi quỷ sao hết hồn. Dì Hạ. Gì? Dì Hạ rảnh không? Dì Hạ làm phụ con. Sao? Cái này là do mẹ mấy người nghĩ ra, rồi bày đặt bắt nhà phải làm. Mắc công vậy đó. Bắt người ta làm xong giỏi xuống làm đi. Mấy cái này giờ trong siêu thị thiếu gì? Chỉ cần bắt máy lên, gọi cú phone là có người đem giao tận nhà luôn á. Mẹ con thích làm cái này cái nọ lắm. Trời ơi, mà con thấy làm mấy cái này á, cực muốn chết luôn à. Con mới cắt có chút xíu thôi mà con ngồi đau lưng quá trời luôn gì. Nè, móng tay con mới làm hư hết trơn luôn. Mà ba con cũng ngộ, tự nhiên suy nghĩ ra kiểu này hành hạ con. À, thì ra cha Lâm bày ra cái trò này. Của Kiều, ý gì đây ta? Anh Thức. Thì ra anh ở đây thiệt. Vậy hả? Có chuyện gì liên quan Út Đông phải không? Ngồi đi. Em đi tìm anh. Nhưng mà Út Đông nói chắc anh ở bờ sông. Công nhận Út Đông nói hay thiệt. Sao? Tìm anh có chuyện gì? Bên giường anh còn cây kiển không? Còn. Nhưng mà ít nha, không có nhiều. Nếu mà em thích cái gì qua anh cho. Không. Em định tìm anh á, bàn chuyện làm ăn. Cái gì? Làm ăn? Ừ. Tự nhiên kéo hết cả gia đình về đây ăn trực. Chắc ỷ đâu ăn hiếp yếu chứ gì. Lấy năm chọi một hả? Trời, tôi đâu có dễ bị ăn hiếp như vậy. Lâm chết rồi. Chắc nghĩ là con này. Trời. Trời ơi, hết hồn mà. Xuất hiện lù lù vậy. Ủa, nãy giờ dì Hạ nói gì ạ? Có nói gì đâu. Mà nói gì kệ tôi. Con nít con nôi mà nhiều chuyện quá. Vậy sao dì Hạ đứng nói chuyện có một mình vậy? Thì anh nói mình hồi nào. Vậy dì Hạ nói chuyện với con hả? Nãy giờ của mình con dì Hạ ở đây à. Đâu có ai nữa đâu. Thì mà thôi đi, nhiều chuyện quá. Lanh nhớ sợ lanh vậy. Anh Lân. Ủa, dì Thu với bé Tâm về rồi kìa. Dạ, con chào dì Hạ. Mới về hôm qua, nay về chứ nữa rồi trời. Con chào dì Hạ đi con. Dạ. Nè, con chào dì Hạ chưa? Chào con. Cha đâu rồi chị? Ở ngoài giường á. Ai, mà phải công nhận lúc này mày có hiếu quá ha. Về thăm ba hoài à. Chứ bình thường á, muốn gặp mày cũng đâu phải dễ. Chị biết không, em bận nhiều việc lắm. Gần Tết rồi, lớp á là chuyện công ty nè. Lớp á là việc nhà nữa. Em còn hai cái báo cáo của công ty chưa có làm nữa. Cũng may á, làm có anh Hùng giúp em thì em mới về đây được á. Chú Hùng thương mẹ con lắm á dì. Mỗi lần á, mẹ con nói gì chú Hùng cũng nghe hết trơn á. Tôi biết rồi, đâu cần phải khoe. Chú Hùng thương mẹ mấy người lắm chứ gì. Ý là nói tôi không ai thèm thương tôi phải không? Chị. Dì Hạ bây giờ lạ lắm á dì Thu. Sao vậy con? Dì Hạ của con có lúc nào mà không lạ? Dạ không, bây giờ còn lạ hơn trước nữa. Khó hiểu lắm. Long. Ủa? Long, sao nghe tiếng mà không thấy hình ta? Anh đây nè. Đâu, anh Khánh ở đâu? Trời ơi, anh Khánh làm gì mập mập dữ vậy? Qua đây. Núp dưới làm gì? Qua đây đi. Ở trọng kiến lửa không nữa nha. Kiến lửa hàng hà trọng á. Ủa mà anh làm gì trên mò nhân trộm vậy? Anh đang chuẩn bị một chiến lược vĩ đại. Chiến lược ăn trộm. Ăn trộm vĩ đại? Ăn trộm lớn đúng không? Ừ. Wow. Phải. Trộm tình yêu.
Em thấy anh khổ rồi. Út Đông của em á không dễ đối phó đâu. Em sao á, chinh phục phái đẹp là bản lĩnh đàn ông. Lần đầu tiên anh biết yêu, yêu mà đến nỗi ban đêm anh không ngủ được luôn. Không ngủ được á thì anh mua thuốc ngủ uống đi cho dễ ngủ. Bye bye. Tóm lại là bây giờ em không hiểu được cảm giác của tình yêu đâu. Ê, anh Đồng tới kìa. Trốn. Gì? Anh đi. Trốn, trốn đi. Mắc mới vậy phải trốn. Trốn đi. Nó nhiều quá. Đông. Ủa, anh Thức. Chà, hoa lan đẹp quá hả? Vậy hả? Anh thấy hoa này nó đẹp, anh định đem qua cúng bác hai. Tại anh nghe bác trai nói bác hai gái lúc còn sống thích hoa lan lắm. Dạ, em cảm ơn anh Thức. Má em thích hoa lan lắm, mà em cũng thích nữa. Vậy hả? Ủa, Đồng tính đi đâu hả? Em đâu có đi đâu đâu. Em tính đi dạo một vòng thôi à. Chà, Đồng cũng thích đi dạo nữa ha. Thích chứ. Bụng lên, bụng lên. Những con đường này nè, hồi nhỏ em với tụi bạn hay chơi đuổi bắt lắm. Vui ơi là vui luôn. Thôi mình đi. Dạ. Bùng lên, bùng lên. Làm gì vậy? Đi rồi. Làm gì bứt tóc ký đầu đâu, muốn chết à? Bùng lên, bùng, bùng làm lên. Gì quýnh hoài ông nội? Anh xin lỗi đi. Bức xúc quá. Bức xúc gì? Lạc chút xíu à, mà nhầm nhờ cái gì? Chút nữa hả? Anh mua 100 bông, 1000 bông luôn. Cho mà biết. Anh muốn mua, mua đi. Nói em làm gì? Đâu, xin lỗi mày. Gì vậy? À, anh đang bắt dế. Ở đây làm gì dế mà bắt? Ủa nhưng mà sao anh thích chơi dế quá vậy? Chơi với dế nó vui. Thôi, em không chơi với dế nữa đâu. Mình bắt dế á, thí dụ mình làm nó chết á là mình mang tội á. Ủa, sao em biết? Ông ngoại nói vậy á. Anh Lân đừng bắt dế nữa. À. Thôi, đi chơi em. Từ từ. Ây da. Lê, nhanh lên. Hai đứa chơi con chuyện té nghe cô. Dạ. Đá cho em nè anh. Nè cô. Cẩn thận nha con. Hèn gì, nó cứ nhèo nhẽo con á, đòi chở về nhà ông ngoại à. Đó nè anh. Con nít mà, phải tạo không gian cho nó vui chơi thoải mái. Nhanh lên. Sẽ vì em làm mưa làm gió. Trời ơi, anh hát thấy ghê quá. Mà Tết rồi, anh làm mưa làm gió làm gì? Nói mau. Tên đó là ai? Tên nào? Thì cái thằng tặng bông lan đó. À, người tặng cho Út Đông đó hả? Anh Thức á. Ê, bình tĩnh lại. Anh tính bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Nó làm nghề gì? Ê, đó. Không có đánh lộn nha. À, cái thời buổi này thời buổi văn minh rồi, ai mà giải quyết bằng vũ lực chứ. Nhưng mà làm gì săn tay áo ghê quá. Không, săn táo cho nó mát được không? Ừ, vậy em cũng săn táo luôn. Nói mau. Thức lại. Anh Thức á là người thuê đất của ngoại em trồng cây kiểng đó. Thì ra nó là nông dân à. Nhưng mà anh đừng có xem thường anh nha. Anh trồng cây kiểng đẹp lắm đó. Nhưng mà hắn ta không đẹp trai bằng anh. Tự tin quá. Nhưng mà nó ở dưới quê lên đúng không? Quê đâu? Hình như quê ảnh Cần Thơ. Gì? Cần Thơ đồng hương với anh mà ta. Đồng hương mà chặt chém với nhau vậy thì sao ta? Em thấy anh Thức có làm gì anh đâu mà chặt chém. Mày nghĩ sao vậy? Tặng Đông nguyên một chùm bông lan to đùng vậy mà không làm gì hả? Được, bông lan hả? Anh sẽ tìm một cái bông khác dập cái bông lan này mới được. Chắc anh tìm bông bụp hả? Mày chờ coi. Buồn ngủ quá. Đúng là lao động khổ sai thiệt luôn.
Cái thằng nhóc lân này là chơi không thèm phụ mình gì hết trơn. Trời ơi, có mấy củ kiệu sao làm lâu vậy? Trời ơi, mấy củ đâu mà mấy củ mẹ. Mẹ nhìn đi, cả ngàn củ luôn nè. Con làm từ sáng tới giờ luôn á mẹ. Mẹ, con mỏi tay quá mẹ. Mới làm chút xíu than rồi. Hồi mẹ bằng tuổi con á, công việc nhà nè, một tay mẹ làm hết luôn á. Ai, mẹ ơi mẹ, thời của mẹ là năm 1900 hồi đó rồi. Còn bây giờ thời của con là thời hiện đại, năm 2010 mấy rồi. Mẹ, mấy cái này con thấy trong siêu thị bán quá trời luôn. Sao mẹ không vô trỏng mẹ mua? Nói đi vô siêu thị mua còn nói làm gì nữa. Mình phải làm để mà đúng cái khẩu vị của mình, con hiểu không? Đồ làm sẵn hương vị nó chung chung, ăn sao ngon. Nhưng mà nó đỏ cực mà. Ủa? Hả? Em mua thêm củ kiệu làm chi vậy? Làm chứ làm chi. Nhiều đây là nhiều quá rồi, cưng mua thêm làm chi. Ủa? Ngộ à? Chuyện của bà làm, chuyện của tôi làm. Củ kiệu của tôi làm theo phương pháp mới. Ủa? Em, củ kiệu mà cũng có phương pháp mới hả? Ở đâu vậy? Thì ở trên mạng chứ đâu. Trời đất ơi, ở trên mạng mày cũng tin nữa hả? Bà cổ lỗ sĩ dữ lắm. Thời đại bây giờ ta văn minh khoa học rồi, cái gì không biết cứ lên mạng tra, hiểu không? Nói giọng thì ghét. Hồi nhỏ hả, tôi làm củ kiệu cho cô ăn hả, mòn răng luôn. Lớn lên mày đặt chê khen. Hai, nè, lên, chút làm xong lên nhà trên phụ gì nghe không? Hả? Gì hả? Trận này chưa xong tới trận khác nữa hả? Mẹ. Thôi đi. Dạ. Qua đây. Chà. Suốt nè. Đúng rồi. Nhanh lên. Nè. Đúng rồi. Yeah. Vô. Thôi, anh không chơi nữa đâu. Chơi cái này chán quá à. Đang chơi vui mà. Thì vui, nhưng mà anh còn nhiều chuyện phải làm lắm. Chuyện quan trọng lắm luôn á. Đi bắt dế hả? Bắt dế cái đầu em á. Anh tìm cái này hả? Còn quý giá hơn con dế luôn á. Vậy em phụ anh đi tìm nha. Thôi, em còn nhỏ mà, phụ sao được. Đây là chuyện người lớn nha anh nè, biết không? Chuyện của người lớn mà. Anh mà lớn á hả? Anh lớn hơn em. Thôi chơi giờ gì vui vui đi, đừng kiếm gì hết trơn á. Thôi mình đi chơi rượt bắt đi. Thôi rượt bắt đâu có gì đâu vui. Ê, dạ. Anh có trò này chơi vui không nè Châu? Dạ chơi. Giờ mình chơi trốn tìm đi. Trốn tìm? À, nghĩa là em nhắm mắt lại, em nói từ 1 tới 200, anh đi trốn. Xong rồi cái em mở mắt ra, em đi tìm anh. Nhưng mà em biết anh trốn đâu đâu. Thì vậy mới gọi là trò chơi. Một người trốn, một người đi tìm. Thử coi coi ai nhanh hơn, chơi không? Dạ chơi, giờ em nhắm mắt lại em đếm anh đi trốn đi. Nhắm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Anh đến quê em bên một dòng sông. Long. Wow. Trời đất ơi. Xe đạp hoa hồng đẹp quá. Anh Khánh kiếm đâu hay vậy? Em thấy bao nhiêu hoa hồng, có đủ dập cái cành lan nhỏ bé đó chưa? Anh định làm trò gì nữa vậy? Anh không có làm trò gì hết. Anh sẽ làm một đêm tỏ tình thật lãng mạn. Bộ anh định tỏ tình với dì Đông thiệt hả? Còn ai vô đây nữa? Anh yêu mùa đông. Mùa đông của anh. Nên anh yêu mùa đông. Nhưng mà anh định đem nguyên xe này tới nhà ông ngoại hay sao? Không, anh sẽ chọn một cái vị trí đẹp nhất của xã này. Ở đâu vậy? À, em biết rồi. Ủy ban nhân dân xã phải không? Gì mày? Anh chưa có muốn bị mời lên công an xã nha. Nghe xuân san thấy trong lòng ta ứa gan. Ủa? Hết hồn. Tự nhiên bữa nay xiên dữ vậy ta? Trời đất ơi, ngày nào em cũng xiên chị. Ê trời ơi, cưng ơi. Gì vậy? Dạ. Trời ơi, cưng làm củ kiệu á hả? Trời ơi, sao cắt củ kiệu giống như hộp xí ngầu vậy trời? Trời ơi, lùng sủng mà. Trời ơi, người sao là củ kiệu y vậy nè? Chị này cứ chọc em hoài à. Trời ơi, đất ơi. Ý là nói
em ngăn ngủn chứ gì. Chị lời mà chị câu lắm vậy. Cái này là em cắt theo phương pháp mới, hiểu không? Ăn vậy nó mới lạ, chứ cô kiều dài là thường rồi. Hey, gì vậy? Cái gì mặt bà giang chứ? Cha đó, cha nói là năm nay cha sẽ cho mấy chị em mình báo vật á. Em biết báo vật là gì không? Trời đất ơi, báo vật là cái gì mà bà cô không biết hả? Cái gì vậy? Biết báo vật là cái gì không? Gì? Báo vật á, là vật báo. Ờ, báo vật là vật báo, đúng rồi. Đó, mày vô duyên quá, nói rất quốc à. Báo vật là vật báo. Chị muốn hỏi á, báo vật nó là cái gì? Thì đó, chứ em có biết nó là cái gì đâu, chị hỏi em sao em biết. Mà ha, ghê ha, ghê ha. Coi bộ bà cũng quan tâm tới báo vật dữ ha. Báo vật thì đương nhiên là mình phải quan tâm rồi. Đừng có nói là cô không có quan tâm tới nó nha. Trời ơi, nhìn vô mắt nó láo liên kìa. Ủa, nó lâu lên sòng sọc rồi kìa. Ở đó là mày đặt. Thôi đi nhìn cái coi. Đó. Trời ơi, hai con mắt nó hiện lên kìa. Trời ơi, rõ ràng chưa? Nói đi. Ừ, thôi được rồi đó. Ừ, có quan tâm đó. Ừ, nhưng mà làm sao biết báo vật là cái gì được? Hey, thấy lạ không? Lạ gì? Quá lạ đi chứ. Từ xưa tới giờ có bao giờ cha nói tới báo vật đâu. Tự nhiên bây giờ cha nói tới báo vật. Thì đó, mà cha đã nói là báo vật gia truyền đúng không? Mà đã gia truyền là phải cất. Ôi trời đất. Mà báo vật gia truyền là phải cất giữ rất nhiều năm đúng không? Rồi sao? Cưng biết nó là báo vật gia truyền hả? Cha nói với Cưng hả? Trời ơi, cha đâu có nói với em. Sao cha Cưng biết? Cha nói chuyện điện thoại với chị em Đình em nghe đó. Trời ơi, té ra trời cái con này. Con này theo dõi. Mày theo dõi cha nha. Mày rình rập cha nha. Ôi, mày có âm mưu gì đúng không? Trời không có, cái này không phải là rình rập. Mà cái này phải nói là tình cờ nghe lén. Ơ không phải, phải tình cờ nghe được. Tình cờ thôi, tình cờ thôi. Anh Lân, anh Lân ơi. Anh Lân, anh Lân đâu vậy? Anh Lân ơi. Anh Lân, anh Lân ơi. Anh Lân. Tâm, con tìm cái gì vậy? Dạ, con tìm anh Lân. Hồi nãy con với anh Lân á, mới chơi đá banh ở đây mà. Tại con với anh Lân chơi chung tìm á. Anh Lân cho mất tiêu rồi. Con tìm mua không thấy. Vậy con đã vô nhà kiếm chưa hả? Dạ rồi, mà không thấy đâu hết trơn á. Vậy thì bây giờ á, mẹ sẽ chỉ chỗ cho con nghe. Dạ. Con vô chỗ buồn ở ngoài á, coi chừng Lân ở trong đó đó. À, gì mà con không nghĩ ra. Cô làm gì đó? Dạ, con tìm anh Lân. Anh Lân đâu mà dưới giường của ngoại vậy? Dạ, nhưng mà sao cái gương này nặng quá vậy ông ngoại? Đồ của ngoại không có được tùy tiện lục lọi nghe chưa? Dạ. Chiếc xe hoa này sẽ được dừng ở đây. Anh sẽ núp dưới sau. Em gọi điện kêu dì Đông ra đây. Khi dì Đông ra tới đây sẽ nhìn thấy cái hoa này. Chắc chắn Đông sẽ nhìn thấy và tiến đến gần cái xe hoa này. Ôi, chiếc xe hoa đẹp quá. Em thật là hạnh phúc. Và anh, thừa lúc cô ta đang ngắm chiếc xe hoa này, anh từ dưới sông anh tung lên và cầm theo cái này. I love you. Đó, chắc chắn Đông sẽ cảm động và rơi nước mắt luôn. Và sẽ nói là I love you so much. Ừ, trời đất ơi, cảnh điên khùng vậy mà anh cũng nghĩ ra nữa. Anh đúng là cao. Đây là phát minh vĩ đại nhất của anh. Bây giờ em gọi điện đi, kêu ra đây, gọi đi, giúp anh lần này thôi nữa nha. Đang đâu? Ở nhà. Ra bờ sông liền đi. Ra bờ sông làm gì giờ này? Dạ thì ra bờ sông không mát. Ở nhà quá chừng việc không phụ thì thôi. Giờ này ra bờ sông không mát. Con có chuyện bí mật lắm, quan trọng lắm. Ở nhà đông người khó nói lắm. Út ra nhanh đi nha. Rồi xíu đó. Dạ. Yeah. Hay quá. Giúp anh lần này thôi đó. Ông ngoại.
Cái gì vậy trời? Ông ngoại. Trời ơi, hết biết. Anh Khánh yêu ngoại hả? Ủa anh Khánh, anh thấy sao rồi? Lạnh quá. Rồi chắc anh bị sốt rồi, đừng trùm mà nữa. Lạnh lắm, chắc đắp mền đi. Dũng, Dũng ra rồi kìa. Anh Khánh, anh ăn cháo đi cho nóng. Anh cảm ơn em nha. Trời, sao tự nhiên nửa đêm nửa hôm lội xong chứ vậy trời? Không có gì, không có gì, không có gì. Hồi nãy ngoài lần, sông á, anh Khánh tỏ tình với ông ngoại á. I love you. Con nói gì vậy Lân? Dạ, Diệu muốn biết hả? Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây, để lên Diệu, nhanh lên. Thôi trùm bà tiếp đi nha, em ra ngoài coi cái gì. Đó, Diệu thấy không? Xe đạp này á là anh Khánh dùng để tỏ tình với ông ngoại á. Hả? Xe đạp, bông hồng. I love you. Dục ơi là Dục, trời ơi. Buông tay em ra coi. Có gì thì nói đi, kéo nhau đâu vậy? Cái gì? Tối hôm qua chị thấy ba bưng một cái thùng gỗ vô trong phòng. Trời, bà rảnh quá. Ba thiếu gì thùng gỗ, có gì lạ đâu? Mà nó cũ thì cũ, mà lạ lắm chị chưa bao giờ thấy. Ủa vậy hả? Bình thường thôi mà. Hôm nay em có thấy báo giật gì không? Bà, tự nhiên sao lại hỏi em? Em ở nhà với ba, em phải biết rành chứ. Biết gì đâu. Thôi, tục tưng à. Thương cục tưng tục tưng. Thôi đi, bà làm vậy với ông Lâm thì được. Làm với tôi nổi da gà nữa. Gì? Chị nói cưng nghe nè. Chị là chị thương cưng nhất luôn á nha. Thương lắm. Thôi thôi đi, bà nạt nộp tôi giống bình thường đi. Mỗi lần bà ngọt tôi sợ quá. Sợ gì? Ý đồ gì đây? Ý đồ gì? Nói cho cưng nghe. Tại vì chị thấy gì nè, chính là chị với em là rất là thiệt thòi. Chị em mình là phải hy sinh cho con Thu với con Đông đó. Cho nên là chị mới thương em vậy đó. Cho nên chị muốn nói gì nè, chị em mình đồng chị đồng em tát biển đồng cũng cả. Hai chị em mình nó hợp tác với nhau đi, dù bao giờ á. Cái hộp khổ mà bà nói á, có khi nào là báo giật không? Đó. Chị cũng nghĩ vậy đó. Chị thấy ba quan trọng lắm. Nhưng mà bây giờ báo cất trong phòng, dễ cho chị em mình tìm được. Mình đột nhập vô. Nặng quá, sao em yếu vậy? Kéo ra coi. Không được, được. Không được, nặng quá, nặng quá. Nặng lắm em ơi, nặng lắm. Bây giờ một trong hai đứa phải có một đứa chung xuống, đẩy ra, còn một đứa ở ngoài kéo. Dạ, chung xuống. Lấy cho chị con dao. Bà nói cái gì? Lấy con dao. Hả? Trời, tôi không ngờ con người bà độc địa, con người bà tàn ác, con người bà thâm hiểm như vậy. Bây giờ có tuần báo giật rồi, bà đòi lấy dao, bà giết tôi, bà cứ báo giật phải không? Ghê quá, đáng sợ quá. Này má, nói nè má, con lấy con dao để con cậy.
Cái nắp rương này ra ha, chứ còn hỏi má chứ bây giờ má kéo ra đi ha, rồi xong bây giờ á má không lấy cái rương ra được, má không lấy cái nắp ra được, rồi hỏi má kéo ra làm cái gì ha. Đúng rồi, má làm cái gì, giết má làm sao mà tao giết tao ở tù làm sao tao hưởng máu vật. Đúng rồi, phải lấy dao này ra phải không? Đợi tôi chút, đợi tôi. Ê, không được không được, tôi không có lấy dao đâu, tôi không có đi đâu. Chứ làm sao mày không lấy dao sao mày cãi ra được? Tôi nhất quyết không đi. Chị thề với cưng, con người của chị rất là sòng phẳng, không bao giờ mà coi như là chị gác ai, mà chị ăn chặn mà coi như chơi gác ai bao giờ. Bây giờ lại báo giật ra, cưng cứ việc đi, chị sẽ chia một phần nữa. Ta nói mỗi đứa một phần nữa sòng phẳng. Bây giờ có mở ra mới lấy được báo vật đúng không? Không mở ra làm sao lấy báo vật? Bây giờ chị mà có lấy trước đi chăng nữa, chị cũng thề chị là người đàng hoàng. Trời ơi, đi. Không phải là vụ đó. Chứ làm sao? Bà khổ à. Bây giờ lấy dao này ra, nó có dấu, người ta biết mình này sao? Mình chưa biết cái gì ở trong mà. Mà mày có chìa khóa không? Mày có chìa khóa không? Bây giờ phải kiếm chìa khóa. Ở đâu? Chìa khóa. Ở đâu? Chìa khóa. Tao lại mày nói đi, ở đâu mở ra? Trời bây giờ ơi. Mày lấy lẹ đi, tra vô bây giờ. Trời ơi, hôm bữa tôi vào bàn thờ á, tôi phát hiện trên bàn thờ có một cái chìa khóa. Đúng rồi, có thể là chìa khóa này. Bây giờ bà đợi đi, đi ra lấy nha. Cái gì ra lấy? Cái gì? Đi ra lấy. Nè, ở trong này, bà không được lấy trước nghe chưa? Bà không được dím không? Tao là người đàng hoàng. Trời ơi, con hai bà không dím nghe chưa? Đi đi. Nè, không được mở thùng nghe chưa? Không. Nhớ không? Lẹ đi. Nè, chị nhớ nghe chưa? Bất gì bất dịch nghe chưa? Nhớ nghe chưa? Ơ nhớ. Ủa, sao vậy ta? Tại sao mình không bàn cái chuyện này với chồng với con mình thôi, để coi như là mình ổng trọn cái báo vật. Có rồi. Có chưa? Mở đi. Mở cái gì? Trời ơi, sao mày đi đâu lâu vô dữ vậy? Trời, lâu gì mà lâu. Xém chút xíu nữa bị chặt. Được không? Chết rồi. Không phải chị này. Sao đây? Giờ sao? Cha. Giờ sao? Đi ra. Cha vô đi ra. Đi ra. Cha. Lẹ. Lộc. Anh ơi. Em tưởng anh về Sài Gòn rồi chứ. Anh cũng tính về rồi, nhưng mà ấm ức quá, anh ở lại. Gì vậy trời? Em nhớ hôm nay là 26 Tết, chứ đâu phải là mùng 2 hay 16 gì đâu. Ê, em làm nhanh là cô hồn vậy hả? Anh còn hơn vậy nữa. Nè, anh có kế hoạch này hay lắm, nhưng mà em phải giúp anh. Nhưng mà hôm nay em bận lắm, em phải vô Sài Gòn có chuyện gấp, chắc là không giúp anh được đâu. Lòng, sao em nỡ bỏ anh sao? Nhưng mà em đang rất là bận. Đi, giúp anh đi. Thôi được rồi, em sẽ nhờ người giúp anh. Ai vậy? Thằng Lân. Thằng Lân sao? Anh đừng có coi thường nó nha. Thấy vậy đó chứ nó lợi hại hơn em nhiều. Nhiều mưu mẹo nè, đọc nhiều chuyện trinh thám, bản chất là thông minh, lại còn khuyến mãi thêm biệt tài nghe lén nữa. Ghê chưa? Ê, nó lợi hại vậy hả? Ừ, nó giúp anh á là đúng người rồi đó. Sao nó quỷ dữ vậy? Ừ, anh từ từ suy nghĩ đi nha. Em đi á. Nè, anh thấy lâu lắm nhà mình mới có dịp sum họp như mấy ngày nay. Tội nghiệp, ngày thường bác hai ở nhà buồn lắm. Em nói với cha rồi, mai mốt em không có thèm gả chồng ở đâu hết, em ở nhà với cha. Em tính theo chủ nghĩa độc thân giống như chị Hạ vậy đó hả? Không, em nhất định sẽ cưới chồng, cho cha em bắt rễ. À, Đông nè, em thấy Khánh như thế nào? Thì dễ thương, vui tính. Hình như anh chàng đó si tình em lắm, chắc thế nào anh cũng ở ghế mà. Tuy mới quen nhưng em thấy ảnh cũng nhiệt tình. Tối hôm qua ảnh còn tỏ tình với cha em nữa đó. Vậy hả? Anh tỏ tình với em đó, nhưng mà hình như anh không được hên cho lắm. Nhưng mà công nhận cách tỏ tình của anh cũng lạ thiệt. Mà trước giờ anh Thức có tỏ tình với ai kiểu đó chưa? À, anh hả? Ừ. Cũng có thể, anh chưa có biết yêu đâu. Có thể thôi hả? À,
Vậy chắc tình cảm của anh dành hết cho mấy cây kiểng rồi đó. Cũng có thể. Dì Đông nói chuyện với chú Thất kìa. À, em thấy không, vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm. Ủa, ai là chủ nhà? Chú Thất ở đây mà, anh mới là người lạ á. Cái thằng này, hai đứa mình đồng bọn với nhau mà, sao em bên người ngoài hoài vậy? Vậy bây giờ phải làm sao? Tiếp tục theo dõi nữa hả? Vậy hả? Ok con. Rồi rồi, dì Thu tắt máy, có gì nhớ kể cho dì Thu nghe nha không? Dạ. Em nói chuyện điện thoại với ai mà vui vậy? Con Linh, nó gọi điện thoại cho em. Nó nói á, là có thằng nào á tỏ tình với Út Đông mà mắc cười lắm anh ơi. Thằng đó là thằng nào vậy? Nó nói là tên Khánh, anh biết không? Khánh hả? Chắc anh phải tìm cậu ta để học hỏi kinh nghiệm mới được. Kinh nghiệm gì mà học hỏi? Thì kinh nghiệm phải làm sao để cho bà xã anh lúc nào cũng tươi cười vậy nè. Kỳ quá. Anh. Gì? Con nó thấy bây giờ á. Em yên tâm đi, em đừng có lo. Anh đang cho nó coi phim hoạt hình rồi. Nhưng mà nó nói với em á là nó chán phim hoạt hình rồi. Đây là phim hoạt hình anh mới mua. Phim này hay, anh lựa kỹ lắm. Nó coi nó ghiền, đang coi ở trển đó. Chắc không? Sao không chắc? Giỏi vậy ta, cũng biết dụ dỗ con nít nữa ha. Em đó, anh còn dụ được, huống chi là nó. Xạo vừa thôi. Chú Hồn. Nó xuống đó. Gì đó con? Phim hoạt hình chú mới mua dở quá à. Chưa.